Hoàng Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong video hôm nay chúng tôi sẽ điểm lại các tin tức và sự kiện nổi bật trong tuần qua bằng một video tổng hợp và xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. Điểm yếu hạ gục Israel Hoàng Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, tình trạng đào ngũ đang diễn ra phổ biến trong quân đội Ukraine. Đây là một hệ quả tất yếu trước kết quả thảm hại trên chiến trường và sự thiếu thốn hỗ trợ từ phương Tây. Bên cạnh đó, nhiều điểm yếu của Israel trong cuộc chiến hiện tại ở Trung Đông cũng đã được bộc lộ và chúng ta sẽ cùng phân tích nó trong chương trình ngày hôm nay. Không để quý vị chờ đợi lâu, ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Bỏ trốn, đào tẩu hay là trở về quê hương, dân Ukraine đều phải nhận thức được sự nhiệt ngã. Kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2 năm 2022, NATO đã đào tạo hàng chục nghìn binh sĩ Ukraine và rất nhiều trong số đó đã phải bỏ mạng dọc trên chiến tuyến Khi mà tổn thất càng ngày càng tăng cao Thì Kiev lại tiếp tục gửi các đơn vị dự bị mới tới châu Âu để huấn luyện Hãng tin IP gần đây đã đưa tin rằng Hàng ngàn binh sĩ Ukraine được huấn luyện ở khắp các căn cứ ở châu Âu Sẽ trở về nước để chiến đấu IP mô tả không khí tập luyện là cực kỳ nghiêm túc Nhưng đã hé lộ một sự thật nghiệt ngã rằng Các chuyên gia huấn luyện người Pháp không hề thân thiết với các học viên Ukraine Vì sao lại như vậy? IP giải thích như sau chẳng bao lâu nữa, trò chơi chiến tranh mà những người lính này tập dượt trong bùn ở Pháp sẽ trở thành thực tế khi họ trở về quê hương và chiến đấu. Các giảng viên người Pháp từ kinh nghiệm cho biết rằng việc quá thân thiết với các học viên là không khôn ngoan bởi vì sẽ có một số người trong đó chắc chắn sẽ bị giết ở quê nhà. Họ phải cắt đứt quan hệ với học viên Ukraine khi mà khóa huấn luyện kết thúc. Những người lính không được phép trao đổi số điện thoại hoặc các liên hệ khác với giáo viên. Như vậy có thể thấy, cả huấn luyện viên và binh sĩ Ukraine chuẩn bị rời Pháp đều nhận thức được sự bi thảm đang chờ đợi họ. AP viết rằng chỉ còn vài ngày nữa là họ sẽ trở về Ukraine. Sự nhiệt ngã đang chờ đợi các học viên được thể hiện qua vẻ ngoài cương quyết và không nói cười của những người đàn ông này. Trong khi đó, hãng tin TASS vào hôm 18 tháng 11 xác nhận ngắn gọn một phi công của Ukraine đã đào tàu sang Nga. Có điều là tình báo Ukraine lại bác bỏ thông tin này. Trong khi, trang tin quân sự của Bulgaria khẳng định rằng phi công này đã lái chiếc tiêm kích Su-27 bay qua tiền tuyến và hướng thẳng về phía Nga. Tờ này cũng đã dẫn lời chuyên gia quân sự nổi tiếng Kirill Fedorov cho biết cuộc phỏng vấn với viên phi công Ukraine sẽ sớm được công bố và hứa hẹn sẽ cung cấp thông tin về hoạt động của không quân Ukraine cũng như là sự tương tác với các cố vấn phương Tây. Cuộc đào tẩu này cùng với các cuộc bỏ trốn của người dân Ukraine ra khỏi đất nước cho thấy một xu hướng không còn mong muốn chiến đấu nữa. CNN đã dẫn lời phát ngôn viên cơ quan biên giới nhà nước Ukraine Andriy Demchenko cho biết rằng trong 10 tháng qua, 43.000 công dân Ukraine đã bị từ chối xuất cảnh ở biên giới. Tạp chí quân sự Military Watch viết rằng tinh thần binh lính Ukraine đã bị suy giảm do cuộc phản công thất bại và họ đào ngũ càng ngày càng thường xuyên hơn. Trong khi đó, CNN vào hôm 19 tháng 11 đăng tải bài viết có tiêu đề là Khi chiến tranh tiếp diễn thì Ukraine cần thêm quân nhưng không phải ai cũng sẵn sàng nhập ngũ. Việc thiếu hụt binh sĩ đã bị che mờ phần nào bởi Kiev không công khai tình trạng nhân lực của mình, cũng như không tiết lộ tổn thất binh sĩ của nước này. Các cuộc trốn chạy, đào ngũ hay là tổn thất trên chiến trường đã được hé lộ qua hai tài liệu bị dò dỉ gần đây và nó đã tiết lộ bức tranh thực tế về quân đội Ukraine. Sự suy giảm ý chí chiến đấu là một phần do binh sĩ Ukraine đã bị đẩy vào các cô máy xay thịt, khiến cho khoảng một nửa quân số chuyên nghiệp hiện tại đã tử trận. Tờ Hoseda Haber đã dựa trên nghiên cứu của tình báo Israel. Ngay từ đầu năm 2023 cho biết rằng, phía Ukraine có 157.000 binh sĩ thiệt mạng, 234.000 binh sĩ bị thương, 17.230 bị bắt làm tù binh. Trong đó, về phía NATO thì có tới 234 sĩ quan huấn luyện quân sự của Mỹ và Anh thiệt mạng, 2.458 binh sĩ NATO, chủ yếu là Đức, Ba Lan, Latvia và 5.360 binh sĩ đánh thuê nước ngoài bị tiêu diệt. Chúng tôi xin lưu ý rằng đây là những con số từ đầu năm và ở thời điểm hiện tại thì chắc chắn rằng tổn thất cho Ukraine sẽ còn cao hơn nhiều. Chỉ riêng trong cuộc phản công mùa hè, Ukraine đã tổn thất thêm 90.000 binh sĩ. Chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh một lần nữa đó là con số này do phía tình báo Israel cung cấp, vốn vẫn giữ vị thế trung lập trong suốt cuộc xung đột Ukraine, bất chấp áp lực của phương Tây. Điều này đã thể hiện khá rõ trong tuyên bố của tướng Israel Relic Safi. Khi mới đây, ông ấy nói như sau với tất cả sự tôn trọng đối với những ai có quan điểm buộc chúng tôi phải ủng hộ Ukraine, thì lợi ích quốc gia của Israel là phải giữ được mối quan hệ tốt đẹp với Nga, càng chặt chẽ càng tốt. Mỹ trừng phạt đồng minh Israel Giao tranh hiện tại vẫn đang diễn ra ở Gaza, bất chấp những lời kêu gọi ngừng bắn của cộng đồng quốc tế. Phía Israel ngày hôm qua cho biết họ đã tăng cường các cuộc không kích trong đêm và bộ binh đã tiến sâu hơn vào phía bắc giải Gaza. Số binh sĩ Israel thiệt mạng hiện tại đã lên tới 63 người, Quân đội Israel cho biết họ đã đột kích vào nơi ở sang trọng nhất của các quan chức cấp cao Hamas ở Rimo, đồng thời tấn công một doanh trại trong khu vực và đã phát hiện ra một kho vũ khí. Phía Israel vào ngày hôm qua cũng đã ban hành lệnh tạm dừng nhân đạo ở phía bắc giải Gaza để người Palestine có thể sơ tán về phía Nam. Tổ chức Y tế Thế giới đã cử một đội đến bệnh viện Sifa để sơ tán 30 trẻ sinh non đến các cơ sở y tế ở Ai Cập. Ở giải Gaza là như vậy, còn tình hình tại bờ Tây thì cũng khá phức tạp nó liên quan đến việc người định cư Israel và người Palestine. Trong bối cảnh bạo lực gia tăng do những người định cư Do Thái ở bờ Tây gây ra nhắm vào người Palestine, thì chính quyền ông Biden có vẻ như đã áp đặt các biện pháp trừng phạt và cấm cấp thị thực đối với công dân Israel gây ra bạo lực. Tờ Politico vào hôm 18 tháng 11 đưa tin rằng Tổng thống Joe Biden đã chỉ đạo các quan chức hàng đầu gồm Ngoại trưởng Anthony Blinken và Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen chuẩn bị các lệnh cấm thị thực và trừng phạt đối với những người định cư Israel cực đoan tấn công và buộc người Palestine phải di rời ở bờ Tây. Chỉ thị này đã buộc các cơ quan pháp luật của Mỹ nhắm mục tiêu vào những người Israel vi phạm nhân quyền. Bởi vì Nhà Trắng coi vấn đề bạo lực của người định cư Israel là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình Trung Đông. Tờ Politico cho biết, chỉ thị trừng phạt người định cư Israel cho thấy Nhà Trắng hỗ trợ thường dân Palestine gặp khó khăn, nhưng mà vẫn kiên quyết bảo vệ hành động trả đũa của Israel chống lại Hamas. Bất chấp ưu thế quân sự, Israel vẫn bị hạ gục trong cuộc chiến với Hamas. Áp lực càng ngày càng gia tăng với Israel khi mà dư luận Mỹ hiện tại coi lệnh ngừng bắn là một giải pháp chính trị tốt nhất. Thời điểm này thì 68% người dân Mỹ ủng hộ một lệnh ngừng bắn tại Gaza. Và cũng giống như cuộc xung đột Ukraine, do sương mù chiến tranh nên chúng ta khó có thể có con số đánh giá thực tế. Có nguồn tin cho rằng Hamas đã tiêu diệt được gần 200 xe tăng chủ lực Mekava của Israel. Tuy nhiên, con số này có thể không chính xác, bởi vì dù cho Hamas có công bố các cảnh quay về cuộc tấn công nhắm vào xe tăng và xe bọc thép chở quân của Israel, nhưng mà lại không có hình ảnh nào sau đó xác nhận mức độ thiệt hại. Điều này là khác với Nga. Tại chiến trường Ukraine, Moscow thường công bố cảnh quay trạng thái phương tiện của NATO ngay cả trước và sau cuộc tấn công. Trang Popular Mechanics đã cho biết rằng vụ nổ chưa chắc đã hạ gục hoàn toàn được xe tăng. Người ta vẫn thấy các kíp lái có thể thoát ra ngoài. Hơn nữa, hệ thống phòng thủ chủ động Trophy trên xe tăng Israel sẽ kích hoạt. Nó tự tạo ra các vụ nổ để đánh chặn cuộc tấn công sắp xảy ra. Có một thực tế đó là, cho dù Hamas có chống trả tốt đến đâu, thì việc đánh bại và buộc quân đội Israel rút ra khỏi Gaza là một điều không khả thi. Theo Asius, Israel có tới 169.500 quân thường trực và 465.000 lính dự bị. Nói một cách thực tế, một lực lượng hơn 500.000 quân có thể dễ dàng gây thương vong cho một đội quân hàng chục nghìn người của Hamas. Mặc dù vậy thì sau gần một tháng đổ bộ vào Gaza, Israel vẫn chưa tiến vào được khu vực đông đúc nhất của thành phố Gaza. Cựu sĩ quan quân đội Israel Eric Zimmerman bình luận rằng các thành trì kiên cố nhất của Hamas đều nằm ở phía đông của thành phố Gaza. Đây là khu vực mà binh sĩ Israel chưa với tới được. Theo ông thì Israel đang cố gắng để chọc thủng chúng bằng cách tiến công dọc theo bờ biển và tấn công Hamas từ phía sau. Và đó là chúng ta còn chưa tính đến nửa phía nam của Gaza, nơi mà Hamas có thể trà trộn cùng với người dân Palestine để di tản tới thành phố Khan Younis. Chính cựu Thủ tướng Israel Ehud Olmert vào hôm 18 tháng 11 cũng đã xác nhận điều này, khi ông tuyên bố không có bằng chứng cho thấy trung tâm chỉ huy ngầm của Hamas nằm dưới bệnh viện Ansifa, mà là tại Khan Younis. Ông này cũng xác nhận rằng quân đội Israel thậm chí còn chưa đi sâu được vào trọng tâm của hoạt động đổ bộ này. Do đó, Israel đã cảnh báo về một cuộc chiến kéo dài có thể từ 6 tháng đến 1 năm hoặc là lâu hơn nữa. Và ngay cả khi Hamas di chuyển đến các căn cứ của họ ở phía Nam, đồng thời làm tổn thương được lực lượng Israel bằng các cuộc phục kích thì vẫn khó để có thể đánh bại Israel. Nhưng mà áp lực dư luận quốc tế và các vấn đề kinh tế nhiều khả năng có thể thay đổi hoàn toàn quỹ đạo chiến tranh của Israel. Phía Hamas cùng với đồng minh tin rằng về lâu về dài, Tel Aviv sẽ phải chấm dứt xung đột do không thể chịu đựng được hậu quả của một cuộc khủng hoảng kinh tế. Vào hôm 6 tháng 11, tờ Financial Times đã công bố đánh giá đặc biệt về thiệt hại kinh tế tàn khốc của Israel, đã ảnh hưởng đến tài chính, thị trường việc làm, doanh nghiệp, các ngành công nghiệp và chính phủ của nước này. Tờ này đưa tin rằng chiến tranh đã làm gián đoạn và tàn phá hàng nghìn công ty tại Israel. Nhiều công ty đang đứng trên bờ vực sụp đổ. Dữ liệu của Cục thống kê Israel cho thấy, cứ 3 doanh nghiệp thì có một doanh nghiệp đóng cửa hoặc phải hoạt động cầm chừng 20% kể từ sự kiện hôm 7 tháng 10 của Hamas. Hơn một nửa số doanh nghiệp phải đối mặt với sự sụt giảm hơn 50% doanh thu. Tờ này cho biết thêm rằng 764.000 người Israel tương ứng với 18% lực lượng lao động đã thất nghiệp sau khi bị gọi vào danh sách lực lượng dự bị hoặc phải sơ tán khỏi thành phố đang cư ngụ. Tờ Bloomberg cũng cho biết cuộc chiến ở Gaza đã khiến cho nền kinh tế Israel thiệt hại gần 8 tỷ đô la, tương ứng với 260 triệu đô la mỗi ngày. Nhưng mà những thiệt hại này mới chỉ là do một mình Hamas gây ra. Và nếu như giả dụ Houthis hoặc đặc biệt là Hezbollah tham gia xung đột thì chắc chắn rằng nó sẽ dìm nền kinh tế Israel xuống đáy. Nguy cơ lớn nhất là khi các nhóm vũ trang này tiến hành tấn công tầm xa, bắt cóc hoặc đánh chìm các tàu hàng của Israel. Chẳng hạn như là ngày hôm qua, Houthi đã bắt giữ một tàu chở hàng đang di chuyển trên Biển Đỏ có liên kết với Israel cùng với 25 thủy thủ đoàn làm con tin. Được biết, nhóm con tin này có nhiều quốc tịch bao gồm Bulgaria, Philippines, Mexico và Ukraina, nhưng mà không có người Israel nào trên tàu. Phát ngôn viên của Houthi, Mohammed Adu Salam cho biết, đây mới chỉ là sự bắt đầu và việc bắt giữ tàu Israel là một bước đi thực tế cho thấy sự nghiêm túc trong việc tiến hành trận chiến trên biển, bất kể chi phí và phí tổn như thế nào. Rõ ràng rằng vụ bắt giữ tàu hàng này là một đòn giáng mạnh vào an ninh và kinh tế Israel, cho thấy rằng Israel khó có thể tiêu diệt hoàn toàn Hamas tại Gaza. Vì vậy, với áp lực càng ngày càng gia tăng, nhiều khả năng cuộc xung đột này có thể hướng tới một sự thỏa hiệp. Trong đó, Israel sẽ giải thoát được các con tin của mình và thực hiện lệnh ngừng bắn theo yêu cầu của cộng đồng quốc tế, cũng như có thể triển khai một khu vực an ninh ở phía bắc của giải Gaza. Truyền thông Nga đã nhận định như sau, Hamas không thể bị tiêu diệt. Điều vô cùng đáng tiếc đó là Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không muốn chấp nhận điều này. Israel đã đưa cuộc khủng hoảng đến mức Hamas sẽ tồn tại mãi mãi. Những thế lực mới sẽ tiếp tục xuất hiện có điều, chính các cuộc tấn công tàn bạo đẫm máu của Hamas vào hôm 7 tháng 10 đã châm ngòi cho cuộc trả đòn đẫm máu của Israel. Trong đó, dân thường Palestine chứ không phải là Hamas mới là nạn nhân hứng chịu thảm họa. Cũng như vậy, tờ The Zipot Times vào ngày hôm qua đã dẫn lời của Tổng thống Biden như sau. Khi Hamas duy trì hận thù và bạo lực, lệnh ngừng bắn ở Gaza sẽ không mang lại hòa bình. Ngoại trưởng Nga tiết lộ, Tổng thống Putin ủng hộ lâu dài Israel. Có khá nhiều người đánh đồng Hamas là người dân Palestine hoặc đại diện cho người Palestine, cũng như bất bình khi coi Hamas là chủ nghĩa khủng bố. Trên thực tế, cuộc chiến Israel-Hamas đã dẫn đến vô số thông tin sai lệch, đặc biệt là về chính sách của các bên liên quan ngoài khu vực cuộc xung đột. Chẳng hạn như là Nga đã bị gắn kép là liên minh với Hamas. Bỏ qua cảm xúc ủng hộ phe này bài trừ phe kia, chúng ta không thể không thừa nhận rằng hai trong số ba quốc gia có vai trò hàng đầu trong BRICS ngoại trừ Trung Quốc thì cả nga và ấn độ đều lên án chủ nghĩa khủng bố và ủng hộ một giải pháp hai nhà nước chung sống hòa bình ngoại trưởng nga sergei lavrov trước đó đã tuyên bố rất rõ ràng về chính sách của nước mình đối với cuộc xung đột israel hamas trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn belta của belarus vào hôm 28 tháng 10 ông ấy nói rằng liên xô là một trong những nước khởi xướng việc thành lập nhà nước do thái và chúng tôi là quốc gia đầu tiên công nhận nhà nước này ngoại trưởng nga cũng bày tỏ chính các cuộc chiến tranh của người ả rập chống lại israel đã khiến cho chính nghĩa của người Palestine bị ảnh hưởng. Lãnh thổ được giao cho người Palestine vào thời điểm thành lập nhà nước Israel đã liên tiếp bị thu hẹp nhiều lần, chỉ đơn giản là do các hành động chiến tranh. Đã có những cuộc chiến do các nước Ả Rập khởi xướng chống lại Israel và kết thúc bằng việc người Ả Rập bị mất đất một cách đáng buồn. Ngoại trưởng Nga cũng đổ lỗi cho những kẻ cực đoan căm thù do Thái đã nhồi sọ trẻ em Palestine và các thế hệ người Palestine đã bị nuôi dưỡng trong sự hận thù cho đến tận ngày hôm nay. Ông ấy nói như sau, nhiều trẻ em Palestine sinh ra trong gia đình nghèo, chúng được dạy rằng nguyên nhân đó là vì người Palestine đã bị tước bỏ quyền thành lập một nhà nước độc lập mà Liên hợp quốc đã hứa hẹn, rằng họ đã bị Israel chiếm đóng. Trong 75 năm qua, ít nhất hai thế hệ người Palestine đã lớn lên bởi sự giáo dục cực đoan này. Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với hãng tin RT vào hôm 15 tháng 11, được công bố trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga, ngoại trưởng Lavrov một lần nữa tiếp tục lên án hành động của Hamas. Đồng thời cũng chỉ trích Israel đang gây nguy hiểm cho dân thường Palestine. Khi Israel phản ứng với cuộc thảm sát vào hôm 7 tháng 10, chúng tôi đã lên án mạnh mẽ những gì Hamas làm. Đồng thời, chúng tôi kêu gọi Israel phải phản ứng có chừng mực, phù hợp với luật nhân đạo quốc tế, tôn trọng các yêu cầu quốc tế về điều trị tại bệnh viện cho phụ nữ, trẻ em và thường dân khác. Ngoại trưởng Lavrov tiếp tục khẳng định rằng, Tổng thống Putin cam kết theo đuổi chính sách đảm bảo an ninh lâu dài cho Israel như sau. Bạn biết đấy, Tổng thống Vladimir Putin, bất cứ khi nào đến thăm Israel hay bất cứ nơi nào ông ấy tiếp đón các nhà lãnh đạo Israel ở Moscow hay ở Saint Petersburg, ông ấy luôn nhấn mạnh rằng khi ông ấy đến nơi đó, không phải là với tư cách tổng thống mà là trước đó, tổng thống kể rằng ông đã nhìn thấy Israel và vị trí địa lý của nước này và ngay lập tức hiểu tại sao nền an ninh vững chắc lại quan trọng đối với người Israel đến như vậy. Và đây là niềm tin của tổng thống ngay từ đầu. Và ông ấy chưa bao giờ đưa ra bất kỳ lý do nào để cho thấy rằng chúng ta Nước Nga đánh giá thấp tầm quan trọng của an ninh đối với nhà nước Israel. Chưa kể rằng Liên Xô là quốc gia đã tạo ra cũng như bảo vệ nhà nước Israel. Liên Xô cũng đã cung cấp vũ khí và một số tình nguyện viên cho nước này. Ngay sau khi Israel được công bố là quốc gia mới, nước này đã bị đe dọa. Vì vậy, chúng tôi luôn chú ý đến điều này, nhưng đồng thời chúng tôi cũng giữ lập trường và giải thích với chính phủ Israel rằng các vị không thể mua được an ninh bằng cách trì hoãn việc thành lập nhà nước Palestine và bằng cách thu hẹp lãnh thổ Palestine vốn được Liên Hợp Quốc công nhận. Như vậy thì có thể thấy, một lần nữa điện Kremlin tiếp tục khẳng định lập trường của Nga. Có thể hiểu rằng cách tiếp cận của tổng thống Putin về vấn đề Israel cũng khá thực dụng. Thông qua cam kết của Nga trong việc đảm bảo an ninh cho Israel nói chung và ủng hộ nhà nước Palestine độc lập nói riêng. Tuy nhiên, khá nhiều người đang cố tình phớt lờ về sự thật về vai trò then chốt của Liên Xô trong việc thành lập nhà nước Israel. Chính vì thế mà ngoại trưởng Nga đã phải nhắc lại hai lần trong vòng chưa đầy 20 ngày qua như chúng tôi vừa dẫn chứng ở trên. Mặc dù Israel là đồng minh thân cận của Mỹ, nhưng mà mối quan hệ giữa Mỹ và Israel chưa bao giờ thực sự lành mạnh. Đặc biệt đó là dưới thời của chính quyền Obama và Biden. Cần phải lưu ý là kể từ khi nhậm chức từ đầu năm thì thủ tướng Netanyahu vẫn chưa nhận được lời mời tới Mỹ để gặp tổng thống Biden tại Nhà Trắng. Mối quan hệ tay ba giữa Mỹ, Nga, Israel ổn thỏa nhất là chính dưới thời của chính quyền Donald Trump khi mà cả ba nhà lãnh đạo là Putin, Netanyahu và Trump có một mối quan hệ thân thiết đến mức đã bị giới truyền thông cánh tả mỉa mai và vùi dập. Và cho đến nay, Israel vẫn đang từ chối các lệnh trừng phạt nhắm vào Nga của phương Tây, cũng như chỉ trợ giúp Ukraine về mặt nhân đạo. Tiết lộ của Ngoại trưởng Lavrov cũng cho thấy quan điểm của Tổng thống Putin là tái khẳng định cam kết đảm bảo an ninh của Israel, chống lại chủ nghĩa khủng bố. Cũng như Điện Kremlin tin rằng, để có được sự đảm bảo an ninh bền vững nhất thì nước này phải đồng thời ủng hộ nền độc lập cho Palestine. Có thể nói, Nga có vị trí độc tôn tại Trung Đông bởi vì không có một quốc gia nào có một mối quan hệ chặt chẽ với cả Israel và Palestine như Nga, cũng như không có một quốc gia nào có thể cân bằng được một cách khéo léo giữa ba bên là Israel, Palestine và Hamas kể từ khi xung đột mới bắt đầu. Cũng như vậy, đối với Ấn Độ thì nước này đã tái khẳng định chính sách trung lập tại hội nghị thượng đỉnh tiếng nói miền Nam toàn cầu vào hôm 17 tháng 11. Truyền thông Ấn Độ viết như sau: Thủ tướng Narendra Modi đã lên án các cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10 và kêu gọi kiềm chế, đối thoại và ngoại giao trong việc giải quyết xung đột Israel-Hamas. Ông bày tỏ lo ngại về việc dân thường phải chịu đau khổ trong cuộc xung đột. Thủ tướng Modi cũng nhắc lại cuộc trò chuyện với tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và hoạt động viện trợ nhân đạo của Ấn Độ dành cho người dân Gaza. Trước đó, Ấn Độ cũng đã thể hiện được lập trường thông qua ba tuyên bố vào ba thời điểm khác nhau như sau. Ngày 7 tháng 10, Thủ tướng Modi viết Tôi vô cùng sốc trước tin tức của các cuộc tấn công khủng bố ở Israel. Mọi suy nghĩ và lời cầu nguyện của chúng tôi hướng về những nạn nhân vô tội và gia đình của họ. Chúng tôi đoàn kết với Israel vào thời điểm khó khăn này. Vào ngày 10 tháng 10 ông ấy lại viết: Tôi cảm ơn Thủ tướng Netanyahu vì đã gọi điện và cung cấp thông tin cập nhật về tình hình đang diễn ra. Người dân Ấn Độ kiên quyết sát cánh cùng với Israel trong giờ phút khó khăn này. Ấn Độ lên án mạnh mẽ và dứt khoát chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức và biểu hiện của nó. Ngày 12 tháng 10 phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Bác Trì, đã nhận xét rằng về vấn đề chúng ta nhìn nhận Hamas như thế nào, như bạn đã biết, việc chỉ định một tổ chức khủng bố theo luật pháp Ấn Độ là một vấn đề pháp lý. Chính sách của chúng tôi về vấn đề Palestine đã có từ lâu và nhất quán. Ấn Độ luôn ủng hộ việc nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp hướng tới việc thành lập một nhà nước Palestine có chủ quyền, độc lập và khả thi, sống trong các đường biên giới an toàn và hòa bình bên cạnh Israel. Thưa quý vị, Mặc cho những nỗ lực hàn gắn của cộng đồng quốc tế mà đi đầu trong đó là Nga và Ấn Độ, có thể nói rằng những mâu thuẫn tại Trung Đông sẽ còn lâu nữa mới chấm dứt cho dù tiếng súng có sớm ngừng lại, bởi vì lòng tham và hận thù đã để lại vết thương lịch sử quá sâu trong mối quan hệ giữa các quốc gia. Chỉ tiếc rằng, người gánh chịu nhiều nhất những tổn thương đó lại là dân thường vô tội. Biển Đỏ dậy sóng Quang Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, hôm nay sẽ tiếp tục là một ngày bận rộn với tất cả chúng ta. Trong video hôm nay chúng tôi sẽ cập nhật tin tức xung quanh Ukraine và Trung Đông. Bên cạnh đó, có một cuộc thư hùng khác đang được kích hoạt. Vậy thì nó diễn ra ở đâu? Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Siết chặt Ukraine Cuộc chiến ở Ukraine hiện đang trong giai đoạn khá trầm lắng. Phần lớn là do thời tiết xấu, mưa lớn và tuyết rơi. Theo dự báo, thời tiết này sẽ kéo dài trong những tuần tới và điều này sẽ ngăn cản tầm quan sát của UAV, việc di chuyển của các phương tiện trên những cánh đồng lầy lội cũng trở nên khó khăn hơn. Vì vậy, tốc độ chiến đấu của cả hai bên đều sẽ suy giảm khá nhiều. Tuy nhiên, chiến tranh vẫn tiếp tục trên các kênh truyền thông và hầu hết đều tỏ ra bi quan đối với Ukraine. Tạp chí Foreign Affairs đã kêu gọi Mỹ và đồng minh phải định hướng lại thế trận của Ukraine từ tấn công sang phòng thủ. Bài báo này tiếp tục đưa ra một loạt các tin tức để xé toạc những bức màn dối trá vẫn đang được hầu hết các kênh truyền thông ủng hộ Ukraine đưa ra như sau. Thời gian sẽ không đứng về phía Ukraine nếu như chiến tranh cường độ cao còn kéo dài vô thời hạn. Nền kinh tế Nga và cơ sở công nghiệp quốc phòng của nước này đang trong tình trạng sẵn sàng chiến tranh. Moscow cũng đang nhập khẩu các loại vũ khí từ Triều Tiên và Iran và có quyền tiếp cận các mặt hàng tiêu dùng có chứa công nghệ mà nước này có thể tái sử dụng cho mục tiêu quân sự. Nếu như Nga cần tăng cường hiện diện quân sự ở Ukraine, nước này cũng sẽ có một nguồn nhân lực lớn để thu hút. Nga cũng đã tìm được thị trường mới cho năng lượng của mình, trong khi các biện pháp trừng phạt chỉ có tác động khiêm tốn đến nền kinh tế của họ. Tổng thống Putin tỏ ra an toàn về mặt chính trị và kiểm soát được các đòn bẩy quyền lực từ quân đội và các cơ quan an ninh cho đến giới truyền thông. Tóm lại là truyền thông phương Tây đã thừa nhận thời gian đang đứng về phía Nga, nên kinh tế Nga hoàn toàn bất khả xâm phạm trước các lệnh trừng phạt và đang bùng nổ. Moscow có nguồn nhân lực khổng lồ chưa được khai thác và Tổng thống Putin là người không có đối thủ xứng tầm về mặt chính trị. Nhưng đây mới là lúc mấu chốt trong chiến lược của Tổng thống Putin đã được tờ Foreign Affairs xác nhận. Họ nói rằng, tuy nhiên, nhiều khả năng Moscow sẽ từ chối đề xuất ngừng bắn. Tổng thống Putin vẫn nuôi dưỡng mục tiêu chiến tranh mở rộng ở Ukraine và dường như tin rằng Nga có sức mạnh bền bỉ hơn Ukraine. Ông ấy chắc chắn đang theo sát các cuộc thăm dò ý kiến ở Mỹ. Những khảo sát cho thấy Việc Trump trở lại Nhà Trắng là một khả năng thực tế, một kết quả chắc chắn sẽ chấm dứt được sự ủng hộ của Mỹ đối với Ukraine. Như vậy, chính quyền của ông Biden không chỉ phải gặp khó khăn khi thuyết phục tổng thống Zelensky chấp nhận lệnh ngừng bắn, mà quan trọng hơn là liệu Nga có đồng ý hay không. Việc tổng thống Putin đang theo dõi sát sao bầu cử Mỹ và mong muốn cựu tổng thống Trump quay trở lại Nhà Trắng cũng không hề có gì đáng ngạc nhiên. Giờ đây phương Tây mới nhận ra thì cũng đã hơi muộn. Các biện pháp trừng phạt của họ đã khởi rất ít tác dụng các nhà kỹ trị điều hành nền kinh tế Nga đã chứng tỏ được khả năng thích ứng nhanh chóng của mình. Trong đó có việc Tổng thống Putin hợp tác chặt chẽ với Ả Rập Xê Út để đem lại thặng dư cho ngân sách Nga nhờ giá dầu tăng cao. Tập Bloomberg đã chính thức xác nhận khoản thặng dư khổng lồ 75 tỷ USD của Nga là sự thật. Và Nga đã khiến cho lệnh giới hạn giá trần 60 đô la đối với dầu Nga đã hoàn toàn phá sản. Điều đáng chú ý là không chỉ Ukraine đang thua trong cuộc chiến với Nga, mà chính quyền Kiev dường như cũng đã hành động theo một cách nào đó có lợi cho quân đội Nga khi họ tự tay phá hủy nền kinh tế và xã hội của chính mình. Về mặt quân sự thì Ukraine tiến gần đến tình trạng thảm khốc. Điều đó không có nghĩa là Ukraine sẽ sụp đổ ngay lập tức bởi vì nó còn phụ thuộc vào các biến số như là giới lãnh đạo quân sự Ukraine có nổi dậy để chống lại Tổng thống Zelensky hay không. Hay là người Nga sẽ gia tăng áp lực trên chiến trường như thế nào? Tờ Spectator vào hôm 18 tháng 11 đã tiếp tục trình bày chi tiết về mối thù hận giữa Zelensky và Zaluzny và nêu bật sự khác biệt giữa những gì mà chính quyền Kiev phô diễn trước công chúng cũng như những gì có thể nhìn thấy một cách trần trụi trên tiền tuyến thực tế. Họ nói như sau. Một sự chia rẽ đang nổi lên giữa những người lính ở tiền tuyến, những người biết mọi thứ đang tuyệt vọng như thế nào. Những người dân ở các thành phố tin rằng 700.000 người đã nhập ngũ kể từ tháng 2 năm ngoái là đủ để giành được chiến thắng theo một nghĩa nào đó. Những người lính Ukraine ở chiến trường Donetsk nói rằng lữ đoàn của họ thiếu nhân lực đến mức không được phép về nhà một số đã ở trên chiến trường 18 hoặc thậm chí là 20 tháng. Những người khác đã dành nhiều thời gian cho chiến tranh hơn là ở nhà kể từ năm 2014. Thưa quý vị, chúng ta có thể nhìn thấy, chính Ukraine đã tự đào hố chôn mình bằng trò chơi tuyên truyền của họ. Kiev liên tục hạ thấp những tổn thất trong suốt cuộc chiến. Từ đó, Zelensky tạo dựng được niềm tin trong công chúng rằng Ukraine có một sự hy sinh đáng giá. Nếu như dân chúng biết con số thiệt hại thực sự của Ukraine, thì chắc chắn dư luận sẽ trùn bước trong việc kéo dài vụ thảm sát đang diễn ra. Hiện thì Tổng thống Zelensky đã lần đầu tiên công khai tuyên bố rằng lực lượng Ukraine có thể không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thoái lui nếu như phương Tây không tiếp tục viện trợ vũ khí và đạn dược. Giới quan sát thì nhận định rằng, ngay cả khi mức độ viện trợ đạn pháo suy giảm dần, thì Ukraine vẫn có thể tiếp tục chiến đấu trong một thời gian nữa. Nhưng vấn đề về nhân lực của nước này thì không thể cứu vãn được. Ukraine đang phải đối mặt với thảm họa về nhân khẩu học. Ước tính Dân số Ukraine đã giảm từ 43 triệu trước chiến tranh xuống còn khoảng 20 triệu dân, chỉ tính ở các vùng lãnh thổ mà họ kiểm soát. Tổng thống Putin và Medvedev đều đề cập đến bản đồ Ukraine. Có một vấn đề mà chúng ta đã khá ít thảo luận, đó là nền kinh tế Ukraine đang rơi vào tình trạng khó khăn hơn nhiều so với khả năng chiến đấu của nước này. Doanh thu từ thuế của Ukraine đã sụt giảm do chi tiêu quốc phòng tăng vọt. Ukraine dự kiến thâm hụt ngân sách là 38 tỷ USD và vấn đề đã trở nên khủng hoảng hơn trong bối cảnh Quốc hội Mỹ thông qua một luật chi tiêu tạm thời mà không có nguồn tài trợ cho Ukraine. Trong khi đó, châu Âu tuyên bố họ không thể lấp đầy khoảng trống viện trợ tài chính mà Mỹ đã để lại. Cần phải lưu ý là GDP của Ukraine năm 2022 là 160 tỷ đô la. Con số này có thể bao gồm cả những vùng lãnh thổ đã bỏ phiếu gia nhập Nga. Vì vậy, ngay cả khi nhìn vào những kết quả này theo cách lạc quan nhất thì Ukraine vẫn đang thâm hụt 10% GDP. Tình trạng càng ngày càng trở nên phức tạp hơn khi Penny Pritzker, là đặc phái viên của Mỹ về phụ trách phục hồi kinh tế ở Ukraine, đã bay tới thủ đô Kiev và đề nghị các quan chức Kiev hãy làm quen dần với thực tế là làm cách nào để cho Ukraine có thể tồn tại về mặt kinh tế mà không cần tới viện trợ của Mỹ. Rõ ràng, tình thế chiến trường bất lợi đã khiến cho chính quyền ông Biden phải tìm cách rút lui khi mà bầu cử đang đến gần. Cuộc chiến ủy nhiệm của NATO đã buộc Nga phải thực hiện các kế hoạch chiến tranh tiêu hào bằng cách buộc Zelensky phải tiếp tục đổ dồn mọi nguồn lực của mình cho chiến tranh. Và từ đây, Nga có thể gây ra nhiều thiệt hại hơn cho nền kinh tế của Kiev. Tuy nhiên, dù Nga có vẻ như đã đạt được mục tiêu của mình là kiểm soát hoàn toàn bốn vùng sát nhập, thì Điện Kremlin vẫn phải đối mặt với những hạn chế. Bởi vì, càng sát nhập nhiều lãnh thổ Ukraine thì Nga sẽ càng phải tái thiết nhiều hơn, trong khi nước này đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động. Đồng thời, Điện Kremlin cũng nhận ra rủi ro khi phải kiểm soát những khu vực mà người Nga không được chào đón. Do đó, Tổng thống Putin dường như coi trọng các cuộc trưng cầu dân ý ở những nơi có đa số dân tộc là người Nga sinh sống. Câu hỏi đặt ra là liệu Nga có tính tới kỳ hay không khi mà cả Tổng thống Putin và Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Medvedev đều cho rằng Kiev có thể là một phần của lịch sử nước Nga. Có khá nhiều bản đồ về kết quả bầu cử mà phương Tây đã sử dụng để làm biểu tượng cho sự đại diện của sắc dân Nga và sắc dân Ukraine trong cuộc bầu cử năm 2010. Khi đó, Tổng thống Viktor Yanukovych có xu hướng thân Nga đã giành chiến thắng. Từ bản đồ này, chúng ta có thể thấy rằng thủ đô Kiev nằm sâu trong phần lãnh thổ màu vàng có xu hướng nghiêng về phương Tây, trong khi phần màu xanh dương thì đại diện cho miền đông Ukraine có dân tộc Nga sinh sống. Họ đã bỏ phiếu cho ông Viktor Yanukovych. Và trong bài phát biểu vào hôm 3 tháng 11, Tổng thống Putin đã nhắc nhiều lần đến một nước Nga trong quá khứ, bao gồm cả lãnh thổ Kiev. Và nếu như chúng ta đối chiếu bản đồ này với bản đồ mà ông Medvedev đề xuất trước đó thì lại khá trùng hợp. Tổng thống Putin đã nói nhiều lần đến việc thống nhất lịch sử giữa người Nga và người Ukraine, rằng cả hai là một dân tộc và ông luôn coi người Ukraine là người anh em. Ông ấy cũng thừa nhận những gì đang xảy ra Ukraine lúc này là một bi kịch, nhưng không phải do chính sách của Nga gây ra. Có khá nhiều quan điểm cho rằng Nga sẽ khuất phục Kiev trở thành một phần của mình, nhưng có vẻ điều này không khả thi cho lắm. Ngay cả khi Nga có thể xây dựng một nhà nước bù nhìn, thủ đô Kiev là một thành phố rộng lớn với 3 triệu dân, nằm dọc theo sông Dnipro, sẽ rất khó để có thể chiếm được Kiev, trong khi cư dân của nơi đây lại có thiên hướng ngả về phía phương Tây. Trong khi đó, nếu như Nga kiểm soát Odessa thì có vẻ sẽ khả thi hơn, do dân số tại đây có khá nhiều người là dân tộc Nga sinh sống. Chuyên gia người Mỹ Gordon Hunt đã đánh giá tác động của chiến dịch quân sự đặc biệt của Tổng thống Nga Putin như sau. Chiến lược và chiến thuật chiến tranh của Nga được thiết kế chính xác để tránh gây thương vong lớn cho dân thường Ukraine và quân đội Nga. Chiến lược nhằm tiêu diệt lực lượng và tiềm lực quân sự Ukraine. Hiện tại, Nga theo đuổi chiến thắng trong chiến dịch của mình không phải vì mục đích chinh phục lãnh thổ, trái với ảo tưởng của phương Tây, mà là để đánh bại quân đội Ukraine và chế độ Maidan để buộc Kiev phải chấp nhận các mục tiêu chính trị của Moscow. Thứ nhất, đó là chấp nhận việc Nga sát nhập các vùng lãnh thổ đang bị đe dọa bởi sự phân biệt đối xử, đàn áp và bạo lực của Ukraine. Thứ hai, từ bỏ tư cách thành viên và quan hệ chặt chẽ với NATO. Thứ ba, áp dụng các biện pháp để bảo vệ tiếng Nga và người dân tộc Nga ở những vùng đất Ukraine còn sót lại. Thứ tư, điều này sẽ tương đương với việc các mục tiêu đã tuyên bố của Tổng thống Putin là phi quân sự hóa và phi quốc tế hóa Maidan Ukraine. quá thực, cuộc chiến tại Ukraine không phải là vì lãnh thổ mà là vì để đánh bại quân đội Ukraine. Chừng nào quân đội Ukraine còn tấn công thì lực lượng Nga sẽ không cần phải chiếm thêm lãnh thổ nữa. Vì đó chính là lúc mà Ukraine đang tự phi quân sự hóa, tự triệt tiêu hoàn toàn sức mạnh của mình. Israel thừa nhận đã bắn nhầm một số người tại lễ hội âm nhạc. Một cuộc điều tra của cảnh sát Israel về vụ tấn công của Hamas tại lễ hội âm nhạc Nova vào hôm 7 tháng 10 cho thấy một máy bay trực thăng tấn công của Israel đã vô tình giết chết một số người tham dự. Nhưng mà dường như nó cũng đã bắn trúng vào một số người tham dự lễ hội âm nhạc. Theo cảnh sát thì tổng cộng có 364 người đã thiệt mạng ở đó. Các báo cáo khác của Israel cũng tiết lộ lực lượng Israel dường như cũng bắn nhầm vào các con tin ở khu vực Berry. Được biết vào thời điểm đó thì Hamas đang giam giữ các con tin trong nhà của họ. Khi quân đội Israel đến, họ đã nổ súng tiêu diệt Hamas, nhưng đồng thời cũng khiến cho một số con tin bị thiệt mạng. Một trường hợp tương tự khác cũng xảy ra ở Sderot, nơi mà Hamas đã chiếm được đồn cảnh sát và giam giữ cảnh sát Israel bên trong. Cả Hamas và các cảnh sát Israel được cho là đã thiệt mạng khi mà quân đội Israel bắn vào đồn. Hamas được cho là đang tìm cách để bắt giữ nhiều con tin nhất có thể để đưa tới Gaza. Nhưng cuộc phỏng vấn với một trong số những người tham gia vào vụ tấn công vào hôm 7 tháng 10 đã tiết lộ rằng anh ta nhận được lệnh phải tiêu diệt tất cả mọi người mà anh ta nhìn thấy. Khi được hỏi mục tiêu của cuộc tấn công là gì và tại sao anh ta được chỉ thị phải giết người bừa bãi, thì người này trả lời. Chỉ huy nói với chúng tôi rằng tất cả những người định cư ở đây đều là binh sĩ và phải giết từng người một mà tôi nhìn thấy. Và kết quả là anh ta đã làm đúng những gì được chỉ đạo, xả súng cho đến khi không còn nghe thấy tiếng động nào nữa. Israel ban đầu tuyên bố rằng Hamas gây ra cái chết cho 1.400 người Israel vào ngày 7 tháng 10, bao gồm binh lính, cảnh sát và dân thường. Nhưng sau đó họ đã sửa lại con số này thành 1.200 người. Trong một cuộc phỏng vấn với MSNBC vào hôm 17 tháng 11, phát ngôn viên của Israel Mark Regev, xác nhận điều này. Ông ấy nói rằng có những thi thể bị cháy đến mức không thể nhận dạng được nữa và Israel tưởng đó là người của mình, nhưng sau đó mới kết luận được đó là binh sĩ của Hamas. Hiện thì mọi sự chú ý đều đang đổ dồn đến sự kiện về một tàu hàng bị nhóm Houthi bắt giữ tại Biển Đỏ. Báo hiệu rằng vùng biển này sẽ trở nên không an toàn đối với bất kỳ một con tàu nào đi qua đây. Biển Đỏ dậy sóng Vụ hao thi bắt giữ tàu chở hàng đi qua biển đỏ đang thu hút được sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Hiện tại, Nhật Bản cho biết họ đã tiếp cận trực tiếp phiến quân hao thi ở Yemen sau khi nhóm này bắt giữ con tàu thuộc sở hữu của một doanh nhân Israel nhưng do công ty Nhật Bản điều hành với khoảng 25 thủy thủ vào ngày 19 tháng 11. Chính phủ Nhật Bản đã lên án mạnh mẽ việc bắt giữ con tàu này. Vào ngày 20 tháng 11, thì Ngoại trưởng Nhật Bản Yoko Kamikawa cho biết Tokyo đang liên lạc với Israel và ngoài việc tiếp cận trực tiếp với Houthi, Nhật cũng hối thúc các nước liên quan bao gồm có Iran, Ả Rập Xê Út và Oman thuyết phục Houthi sớm thả tàu và con tin. Israel đã đổ lỗi vụ tấn công này là do Iran hậu thuẫn và nói rằng vụ bắt giữ con tàu sẽ gây ra hậu quả an ninh cho hàng hải quốc tế. Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Iran là Nasser Kanani hôm thứ hai đã phủ nhận sự liên quan của Tehran trong việc bắt giữ con tin này. Như vậy thì có thể thấy, vụ bắt giữ này có thể lôi kéo nhiều quốc gia liên quan. Thêm nữa việc Nhật Bản kêu gọi Ả Rập Xê Út, Oman, Iran và nhiều quốc gia liên quan khác gây áp lực cho Hào Thì, cho thấy rằng mọi con mắt đang đổ dồn vào Hội đồng Biển Đỏ. Hội đồng Biển Đỏ là một tổ chức bao gồm có Ả Rập Xê Út, Ai Cập, Jordan, Andrea, Yemen, Sudan, Djibouti và Somali. Nó được thành lập vào tháng 1 năm 2020 và được nhiều nước, bao gồm cả EU hoan nghênh. Người ta coi nó như là một khuôn khổ đa phương của các quốc gia ven biển để hợp tác trong các vấn đề an ninh và tăng cường ổn định của khu vực Biển Đỏ. Việc Houthi chiếm giữ con tàu đã làm mất uy tín của hội đồng này, bởi vì nền kinh tế toàn cầu đều đang phụ thuộc một phần vào việc hội đồng có đảm bảo được an ninh cho tuyến đường thủy quan trọng bậc nhất thế giới hay không. Sự cố vào hôm 19 tháng 11 cho thấy các nước ở Biển Đỏ đã không thể thực thi được những gì mà quốc tế kỳ vọng. Trước đó, Houthi rõ là đã tuyên bố ý định mở rộng quy mô hoạt động để chống lại Israel nhằm thể hiện tình đoàn kết với Hamas. Nhưng mà Hội đồng Biển Đỏ lại phớt lờ cảnh báo này của Houthi. Điều này đã khiến cho các quốc gia khác nhận ra rằng không thể dựa dẫm vào tổ chức này để đảm bảo an ninh cho quá trình vận chuyển hàng hóa qua vùng Biển Đỏ. Do đó, sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu như các quốc gia không trong khu vực nhân cơ hội này mà nhanh chóng thành lập một liên minh hải quân để thay thế sứ mệnh của Hội đồng Biển Đỏ. Và tất nhiên là EU, Mỹ hoặc là một số cường quốc khác sẽ lấy lý do để điều tàu chiến tới đây phối hợp tuần tra với các quốc gia không nằm trên bờ biển đỏ. Mặc dù đây mới chỉ là giả thuyết, nhưng nếu như nó trở thành sự thật thì đây là lỗi của chính Hội đồng Biển Đỏ khi họ không thể thực hiện được đầy đủ nghĩa vụ đảm bảo an ninh của mình. Vậy thì phải chăng việc thành lập hội đồng này còn có một động cơ thầm kín nào khác ngoài mục đích chính là đảm bảo an ninh? Trên thực tế, hội đồng này được thiết lập để ngăn chặn mọi khả năng đóng góp an ninh của các bên. Họ chỉ cho phép có sự tham gia của các thành viên, thay vì là mở rộng liên kết với các nhà quan sát viên không ven biển, cũng như từ chối sự tham vấn của Hội đồng Bắc Cực, bao gồm các nước là Canada, Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Thụy Điển, Liên bang Nga, Na Uy và Mỹ. Cũng có quan điểm cho rằng, mục đích mà Ả Rập Xê Út tạo ra Hội đồng Biển Đỏ là để nhằm kiềm chế các đối thủ khác trong khu vực, bao gồm cả Ethiopia, Somali, Thổ Nhĩ Kỳ và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Như vậy là chính các quốc gia trong khối Ả Rập đang tự kiềm chế lẫn nhau. Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên nếu như Mỹ, NATO, bao gồm cả Pháp và Ý hiện có căn cứ ở Djibouti sẽ đơn phương tuần tra biển đỏ. Ngoài ra Trung Quốc cũng có căn cứ tại đây và nước này cũng có thể thực hiện các cuộc tuần tra của riêng mình. Việc Hội đồng Biển Đỏ phớt lờ đảm bảo an ninh tại vùng biển quốc tế đã dẫn đến việc Houthi dễ dàng bắt giữ tàu hàng của Nhật Bản. Nó có thể vô tình tạo ra cái cớ để cho NATO và Bắc Kinh chấp thời cơ mà quân sự hóa biển đỏ. Thay vì cùng nhau bảo vệ các vùng biển trong khu vực, thì mỗi quốc gia Ả Rập trong Hội đồng Biển Đỏ lại theo đuổi một mục đích thầm kín của riêng mình. Và không thể tránh được một ngày nào đó nó sẽ biến nơi đây trở thành vùng biển bị các cường quốc bên ngoài kiểm soát. 800 tên lửa tấn công mùa đông Hoàng Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến mới nhất trên chiến trường Ukraine và những cuộc khẩu chiến đã được khơi mào tại hậu trường ở Kiev. Trong khi đó, Mỹ rất muốn Zelensky bắt đầu lên kế hoạch cho các cuộc đàm phán nhưng mà xem ra mọi chuyện không hề dễ dàng như vậy. Vậy thì liệu Nhà Trắng đã chuẩn bị gì cho tình huống Tổng thống đương nhiệm của Ukraine không chịu nghe lời? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Mùa đông u ám ở Ukraine, từ hy vọng tới tuyệt vọng. Thời tiết đang càng ngày càng xấu đi, khiến cho các cuộc tấn công ở cả hai bên đều chủ yếu mang tính chất cục bộ. Tại khu vực Adipka, quân Nga tiếp tục tiến công một cách bài bản từ Zasnovatya, khu công nghiệp này đồng thời cũng là khu công sự quan trọng của quân đội Ukraine. Ngoài ra, nó nằm trên một ngọn đồi và nếu như người nga chiếm được nó, thì điều này sẽ làm phức tạp thêm vị trí của quân phòng thủ Ukraine ở Adipka. Hiện tại, nga đã xuyên thủng được hàng phòng ngự trong khu công nghiệp từ Zasnovatya và tiến thêm nửa km. Đánh giá trong năm ngày qua dựa trên bản đồ cho thấy lực lượng nga đã tiến về phía tây bắc của Stepnove, phía nam của Zasiorly và từ Yasinovataya. Có nghĩa là Nga đang tiếp tục các kế hoạch bao vây dần dần Adipka. Còn tại khu vực Kupiansk và Svatovo, Nga đã tiến tới peso Tình hình ở Limansfit cũng đang khá khó khăn. Theo hướng Bắc Mút, Nga đã nỗ lực giành được các vị trí ở điểm cao phía Tây Klipchipka. Trong khi ở hướng Kherson thì thủy quân lục chiến Ukraine dù chịu tổn thất nhưng vẫn đang tiếp tục giữ vững đầu cầu ở Krinky Nga cũng đã tiến hành các cuộc tấn công vào các mục tiêu hậu cần của Ukraine điểm triển khai quân ở Selidovo, kho đạn dược ở Vladimir Volinsky và cơ sở hạ tầng cảng Odessa trong đêm qua đều bị tấn công. Ở chiều ngược lại, phía Ukraine cũng đã pháo kích và tấn công bằng UAV vào các mục tiêu của Nga ở các khu vực biên giới và hậu phương. Các đội hình phòng không và các đơn vị tác chiến điện tử đã đánh chặn UAV ở các khu vực Bryansk, Kursk và Rostov. Nhìn chung, thời tiết ở mặt trận phía đông đã xấu đi Mưa, tuyết rơi và bùn lầy khiến cho việc di chuyển trên các thiết bị quân sự trở nên phức tạp hơn và đã làm giảm cường độ giao tranh. Điều đó gây khó khăn cho cả hai bên. Tờ The Guardian vào hôm 20 tháng 11 đã đăng tải bài viết có tiêu đề là Sự lạc quan của Ukraine mất dần khi bắt đầu một mùa đông chiến tranh khác. Ngay trong đoạn mở đầu bài viết thì đã cho biết sự u ám tuyệt vọng của chính quyền Kiev như sau. Một cảm giác u ám tinh tế nhưng không thể nhầm lẫn ở Kiev vào lúc này. Một số yếu tố bên trong và bên ngoài đã kết hợp lại và có vẻ tạo ra một tâm trạng u ám nhất về triển vọng giành chiến thắng nhanh chóng và mang lại tính quyết định cho cuộc chiến của Ukraine trước Nga. Điều nguy hiểm hơn, đó là The Guardian đã mô tả viễn cảnh của một mùa đông đen tối ở Ukraine khi nhận xét rằng sự lạc quan vào 6 tháng trước về việc nhanh chóng đánh bại Nga và lấy lại Donbass cùng với Crimea đã bắt đầu phai nhạt. Ukraine đang phải chuẩn bị cho một mùa đông nữa với các cuộc tấn công tiềm tàng của Nga vào cơ sở hạ tầng quan trọng. Cũng như là cuộc tấn công hàng đêm bằng UAV và tên lửa đang diễn ra nhắm vào các thành phố của Ukraine. Nga dự trữ tên lửa để tấn công mùa đông Hàng trăm tên lửa tầm xa đã được tập trung ở biên giới Ukraine để sẵn sàng tấn công vào các cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine và nhắm vào nguồn cung cấp điện của đất nước này. Đây là thông tin tình báo cung cấp cho chính quyền Kiev. Họ cảnh báo rằng Nga có thể tăng cường các cuộc không kích nhắm vào đối phương trong mùa đông. Hiện thì Moscow đã dự trữ khoảng 800 tên lửa ở Crimea. Mùa đông năm ngoái thì Nga cũng đã nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng và nước của Ukraine bằng tên lửa, cắt nguồn cung cấp điện và nhiệt của hàng triệu người Ukraine và dường như nước này cũng sẽ áp dụng chiến thuật tương tự cho năm nay. Natalia Humeniak, là phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Quân sự miền Nam Ukraine cho biết, Nga có một trung tâm quân sự hùng mạnh được triển khai ở bán đảo Crimea các loại tên lửa như là Kalip đã được tập trung ở đó và tên lửa loại Onyx cũng được phóng từ bán đảo Crimea. Dòng tên lửa Kalip bao gồm các mẫu chống hạm, chống ngầm và tấn công mặt đất, có thể phóng từ tàu chiến, tàu ngầm và máy bay. Tên lửa Kalip có tầm bắn từ 1.600 đến 2.400 km và có thể thực hiện các cuộc tấn công chính xác bằng định vị vệ tinh. Chúng có thể mang đầu đạn thông thường nặng gần 1.000 kg. Bà Humaniac nói thêm rằng Nga sẽ sử dụng tổng số 800 tên lửa này cho giai đoạn tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Rõ ràng rằng chính quyền Kiev hiện còn phải đối phó với nhiều khả năng Nga sẽ mở các cuộc tấn công vào mùa đông ở cả tiền tuyến lẫn hậu phương, đặc biệt là trong bối cảnh nguồn nhân lực của Ukraine đang trở nên cạn kiệt. Tờ The Guardian cho biết rằng sự mệt mỏi sau 2 năm chiến đấu, cuộc phản công không thành công, thương vong ở mặt trận và sự thất vọng với tốc độ hỗ trợ quân sự chậm chạp của phương Tây đã khiến cho dư luận tại Ukraine đề cập đến khả năng đàm phán với Nga. Tớ này viết như sau, sự mệt mỏi của Ukraine cũng đang gia tăng ở các thủ đô của phương Tây và viễn cảnh về nhiệm kỳ thứ hai của Donald Trump ở Mỹ đang đến gần. Điều này có thể làm suy yếu sự ủng hộ dành cho đồng minh lớn nhất của Kiev. Ngay cả Tổng thống Séc Peter Pavel cũng thừa nhận cuộc phản công của Ukraine không diễn ra như chính người Ukraine mong đợi. Thời gian đang cho phép Nga chuẩn bị rất tốt. Việc cung cấp vũ khí cần thiết cho Ukraine thì bị trì hoãn Binh lính Ukraine thì không chỉ cảm thấy mệt mỏi mà còn càng ngày càng vỡ mộng và cảm giác rằng họ đã bị bỏ rơi. Đồng thời, ông ấy cảnh báo rằng đây không phải là điểm khởi đầu tốt để Ukraine sống sót qua mùa đông khắc nghiệt này. Đòn chí mạng cho quân đội Ukraine, tinh thần binh sĩ hoảng loạn. Những cảnh quay đã hé lộ về tình cảnh bi thảm của binh sĩ Ukraine càng ngày càng xuất hiện nhiều hơn một trong những cảnh quay nhận được 3 triệu lượt xem là của binh sĩ Atom Zaboloni, được biết với biệt danh là Kazin. Vào thời điểm mà anh này qua đời, anh ta chỉ mới 19 tuổi. Trong video thì chàng trai trẻ đã nói rằng ngay tận thế đang đến gần với anh ấy, khi cho biết vị trí của anh đang chiến đấu đã bị 3 quả đạn pháo tấn công. Anh ấy nói thêm rằng, có lẽ chúng tôi không thể quay trở về, chúng tôi đang ở trong địa ngục. Trước đó, nhiều người đã bị sốc khi xem một đoạn video về một trong những nữ quân nhân Ukraine thiệt mạng trên tiền tuyến trong một chiến hào tồi tàn và đây là một điểm báo đen tối với những gì sắp xảy ra ở Ukraine. Chính quyền Kiev đang bắt đầu tăng cường huy động do cạn kiệt tân binh. Tờ DW của Đức đã dẫn lời nhà tâm lý học quân sự Andriy Kozinchak đồng thời cũng là một sĩ quan trên tuyển tuyến, nói rằng chúng tôi sắp hết người ở tiền tuyến, họ sắp chết, bị thương, bị bệnh hoặc già yếu đi. Ba người lính trong tiểu đoàn của chúng tôi đã được đưa trở về nhà bởi vì họ đã bước sang tuổi 60. Ông này cũng thừa nhận rằng bản thân mình cũng đang nằm trong tình trạng bị thương, đồng thời cảnh báo Ukraine đang thiếu binh sĩ trầm trọng. Không có binh sĩ thì chúng tôi không thể làm được bất cứ điều gì, ngay cả khi chúng tôi có máy bay không người lái, xe tăng và máy bay hiện đại. Tất cả những thiết bị này đều cần con người điều khiển. Trong khi đó, binh sĩ Ukraine tiết lộ một nửa số lính đánh thuê nước ngoài đã bỏ cuộc khi trải qua giai đoạn căng thẳng của cuộc chiến. Hiện thì tinh thần của binh sĩ Ukraine là cực kỳ hoang mang. Tờ The Daily Beast đưa tin rằng Hiện binh sĩ Ukraine rất quan tâm tới việc phương Tây chuyển trọng tâm cuộc chiến sang nơi khác và họ cho rằng điều đó sẽ giúp Nga đạt được những tiến bộ lớn. Binh sĩ Alex chia sẻ như sau. Chúng tôi đang phụ thuộc vào sự hỗ trợ của phương Tây, đặc biệt là Mỹ, trong khi họ lại đang phân bổ các nguồn lực sang hướng khác. Nga sẽ cố gắng để tận dụng điều đó và có thể thực hiện các cuộc tấn công lớn hoặc điều gì đó tương tự và mọi sự chú ý của thế giới sẽ rời khỏi Ukraine vào lúc này. Tuy nhiên, với tư cách là một người lính, Tôi đã đưa ra lựa chọn, hoặc chúng tôi thắng, hoặc là chúng tôi sẽ chết. Không chỉ vậy, tờ báo này còn cho biết, điều ám ảnh tâm lý binh sĩ Ukraine chính là cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới, có thể khiến cho nguồn viện trợ quân sự cho Kiev ngừng lại hoàn toàn. Một binh sĩ có biệt danh là Bartender nói như sau: "Nếu như cựu tổng thống Trump tái đắc cử thì mọi thứ sẽ tồi tệ cho Ukraine. Trước đây, ông Trump từng tuyên bố ông không muốn mọi người phải chết và ông sẽ giải quyết cuộc chiến sao cho không gây ra thương vong nữa." Tất cả những yếu tố trên kết hợp lại đã khiến cho tinh thần binh sĩ Ukraine suy giảm nghiêm trọng. Không chỉ có vậy, họ còn phải đối mặt với tình hình khó khăn tại chiến hào. Do thời tiết lạnh giá, các chiến hào ở mặt trận đã bị tuyết phủ hoặc ngập trong nước, khiến cho các chiến binh phải dùng tay để tắt nước và phải thắp nến để giữ ấm. Tình hình binh sĩ ở tiền tuyến thì bi đát là thế, nhưng mà cuộc chiến ngầm trong giới lãnh đạo cấp cao ở Kiev thì cũng khốc liệt không kém và đã bộc lộ công khai. Zelensky, công khai tuyên chiến với Zaluzny. Cuộc đối đầu giữa hai nhân vật cấp cao nổi tiếng nhất Ukraine đã công khai trên mặt báo khi mà Tổng thống Zelensky cảnh báo Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Valery Zaluzny và các tướng lĩnh Ukraine khác không được phép tham gia vào chính trị. Trả lời phỏng vấn của tờ The Sun vào hôm 20 tháng 11, Tổng thống Zelensky đã nói rõ ràng như sau. Nếu một quân nhân quyết định làm chính trị thì đó là quyền của anh ta. Anh ta nên tham gia chính trị và khi đó anh ta không thể chỉ huy cuộc chiến. Nếu bạn đang điều phối chiến tranh và luôn nghĩ rằng ngày mai bạn sẽ tham gia chính trị hoặc bầu cử, thì trong lời nói và trên tiền tuyến, bạn phải cư xử như một chính trị gia chứ không phải là một quân nhân. Thông điệp của Tổng thống Zelensky là trong thời chiến, quân đội không thể tham gia chính trị bởi vì điều đó sẽ đe dọa đến sự đoàn kết của quốc gia. Đồng thời, ông cũng muốn nhắn nhủ tướng Zaluzny cần phải tôn trọng thứ bậc và không tham gia vào chính trị. Đây được cho là xác nhận công khai đầu tiên về cuộc đối đầu giữa hai người. Nó đã thể hiện ở hai yếu tố như sau. Thứ nhất, đó là sự khác biệt giữa đánh giá của Tổng thống và Tổng tư lệnh về tình hình trên mặt trận và chiến lược tương lai của Ukraine. Trong đó, Tổng thống Zelensky bác bỏ quan điểm của tướng Zaluzny rằng chiến trường đang bế tắc. Thứ hai, đó là uy tín của tướng Zaluzny càng ngày càng tăng ở Ukraine và vị thế vững chắc của ông trong con mắt của đồng minh phương Tây. Nguyên nhân là do ông này có quan điểm muốn rút quân, bảo vệ lực lượng để có thể chiến đấu lâu dài với Nga. Trong khi đó, Tổng thống Zelensky mặc dù vẫn có tỷ lệ tín nhiệm cao, nhưng ông được cho là chưa thực hiện được các cam kết đánh bại Nga và giành lại lãnh thổ. Thêm nữa, việc ông liên tục nướng quân tại Bắc Mút, Adipka, bất chấp lời khuyên của cố vấn Mỹ và tướng Zaluzny, đã khiến cho lực lượng Ukraine tổn thất nặng nề. Mới đây nhất, vào hôm 20 tháng 11, Tổng thống Zelensky tiếp tục khẳng định sẽ không đàm phán với Nga bằng bất cứ giá nào. Quan điểm này được cho là trái ngược với Nhà Trắng vào thời điểm hiện tại. Do đó, Tướng Zaluzny dường như đã chiếm được lòng tin của công chúng Ukraine và đặc biệt là phương Tây. Những người vốn coi việc thay đổi quyền lực tại Kiev là điều cần thiết. Mỹ ra tín hiệu mạnh mẽ, Zelensky phải đàm phán với Nga. Một dấu hiệu quan trọng khác cho thấy chính sách của chính quyền Biden đã thay đổi. Tài khoản X chính thức của phái đoàn Mỹ tại NATO vào hôm 20 tháng 11 công bố như sau. Trong trận chiến khó khăn và năng động này, người lính Ukraine đang chiến đấu dũng cảm mỗi ngày và họ tiếp tục truyền cảm hứng cho thế giới bằng lòng dũng cảm của mình. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ họ ở vị trí mạnh nhất có thể trên bàn đàm phán khi thời điểm đến. Như vậy thì có thể thấy, việc tuyên bố công khai này là thông điệp mạnh mẽ nhất gửi tới tổng thống Zelensky rằng đã đến lúc ông ta nên kết thúc mọi chuyện. Lưu ý là tuyên bố này được đưa ra vào đúng thời điểm mà tổng thống Zelensky tái khẳng định sẽ không đàm phán với Nga. Thêm nữa, đây cũng là tuyên bố công khai đầu tiên bởi vì trước đó thì chính quyền Biden về cơ bản là không bao giờ đề cập đến cụm từ đàm phán trên bất kỳ một kênh công khai nào. Giới quan sát tin rằng các cuộc đàm phán có thể diễn ra lặng lẽ và Nhà Trắng đang gây áp lực mạnh buộc chính quyền Zelensky phải thỏa hiệp. Bài viết của NBC cho biết như sau, Mỹ và các quan chức châu Âu đã bắt đầu lặng lẽ nói chuyện với chính phủ Ukraine về những gì có thể có trong các cuộc đàm phán hòa bình với Nga để chấm dứt chiến tranh các cuộc trò chuyện bao gồm những phát thảo rất rộng về những gì mà Ukraine cần phải từ bỏ để đạt được thảo luận. NBC đã không nêu rõ chi tiết Ukraine phải từ bỏ điều gì, nhưng mà ít nhất là Kiev phải từ bỏ vĩnh viễn mọi yêu sách trong tương lai đối với Crimea. Vận mệnh của bốn vùng lãnh thổ mà Nga đã sát nhập cũng là một câu hỏi đang bỏ ngỏ và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi trong tương lai. Israel, Hamas đạt được thỏa thuận phóng thích con tin. Tin tức tích cực hiếm hoi trong hơn một tháng xung đột tại Gaza đã le lói khi mà nội các thủ tướng Netanyahu thông qua một thỏa thuận thả con tin và ngừng bắn vào đầu giờ sáng ngày hôm nay theo giờ Israel. The Time of Israel cho biết, thỏa thuận này dự kiến sẽ thả 50 công dân Israel còn sống trong vụ tấn công hôm 7 tháng 10 của Hamas, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Họ sẽ được thả theo nhóm từ 12 đến 13 người mỗi ngày. Đổi lại, phía Israel đồng ý ngừng bắn ít nhất là 4 ngày, lần đầu tiên kể từ khi chiến tranh bùng nổ. Dưới đây là tuyên bố thỏa thuận. Chính phủ Israel cam kết đưa tất cả những người bị bắt cóc về nước. Tối nay, chính phủ đã phê duyệt đề cương cho giai đoạn đầu tiên để đạt được mục tiêu này. Theo đó thì ít nhất 50 người đã bị bắt cóc, phụ nữ và trẻ em. Những người này sẽ được thả trong khoảng thời gian 4 ngày. Trong thời gian đó, giao tranh sẽ tạm lắng xuống. Tuy nhiên, ngay cả khi thỏa thuận được thông qua thì phía Israel cũng tuyên bố rằng thỏa thuận này không cản trở mục tiêu tiêu diệt Hamas. Chính phủ Israel, lực lượng phòng thủ và lực lượng an ninh Israel sẽ tiếp tục cuộc chiến để giải cứu tất cả những người bị bắt cóc, hoàn thành việc tiêu diệt Hamas và đảm bảo rằng Gaza không tái tạo bất kỳ một mối đe dọa nào đối với nhà nước Israel. Trước đó một ngày thì BRICS đã triệu tập một cuộc họp bất thường kêu gọi ngừng bắn tại Gaza. BRICS lên án Israel và kêu gọi ngừng bắn. Tổng thống Putin, Chủ tịch Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo khác cùng với Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã tham dự một cuộc họp bất thường của khối BRICS để thảo luận về cuộc chiến Israel Hamas vào ngày hôm qua. Tham gia cuộc họp còn có các nhà lãnh đạo và quan chức của các nước BRICS như là Brazil và Ấn Độ, cũng như từ Ả Rập Xê Út, Argentina, Ai Cập, Ethiopia, Iran và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Dự kiến những nước này sẽ gia nhập khối vào tháng 1. Tại cuộc họp này thì tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã cáo buộc Israel như sau: việc trừng phạt tập thể thường dân palestine thông qua vũ lực là một tội ác chiến tranh việc cố tình từ chối cung cấp thuốc men nhiên liệu thực phẩm và nước uống cho người dân ở gaza tương đương với tội ác diệt chủng bên cạnh đó tổng thống nam phi cũng lên án hamas vì đã tấn công dân thường israel gây ra chiến tranh ở gaza ông ấy nói trong các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và bắt giữ con tin thì hamas cũng đã vi phạm luật pháp quốc tế và phải chịu trách nhiệm về những hành động này theo tổng thống nam phi cả hai bên là Israel và Hamas đều đã vi phạm luật pháp. Tờ Kentucky thì cho biết, không giống như Tổng thống Nam Phi chỉ trích gây gắt cả hai bên. Tổng thống Putin và ông Tập Cận Bình đều đưa ra những tuyên bố thận trọng hơn, kêu gọi ngừng bắn và thả con tin dân sự. Đề cập tới tình hình tại Gaza, Tổng thống Putin nói, trên thực tế, tất cả những sự kiện này là hậu quả trực tiếp của việc Mỹ muốn độc quyền thực hiện chức năng hòa giải trong việc giải quyết vấn đề Palestine-Israel. Tờ Kentucky đã đánh giá nhận xét của Tổng thống Putin phù hợp với cách tiếp cận thận trọng của Nga đối với cuộc chiến Israel-Hamas. Điều này có thể tạo cơ hội cho Nga nâng cao vai trò là nhà trung gian quyền lực toàn cầu. Tổng thống Putin đã đề xuất vào tháng trước rằng Moscow có thể hòa giải cuộc xung đột do mối quan hệ của nước này với cả Israel và Palestine. Nhìn chung, các thành viên trong khối BRICS có một sự đồng thuận. Một số quốc gia Mỹ Latin trước đó đã lên án mạnh mẽ Israel, chẳng hạn như là Tổng thống Colombia Gustavo Petro đã gọi việc Israel ném bom vào giải Gaza là một cuộc diệt chủng. Còn Tổng thống Brazil Lula da Silva thì cũng đưa ra nhận xét tương tự. Riêng Bolivia thì cắt đứt quan hệ luôn với Israel. Trong khi Tổng thống Chile thì cáo buộc phản ứng trả đũa của Israel là không cân xứng và vi phạm luật nhân đạo quốc tế. Một số quốc gia châu Phi như Chad đã triệu hồi đặc phái viên hàng đầu của mình tại Israel. Dù vậy, yếu tố chủ chốt vẫn sẽ là tiếng nói của ba quốc gia có vị thế lớn trong BRICS, đó là Nga, Ấn Độ và Trung Quốc và có một chi tiết thu hút được sự chú ý của thế giới, đó là sự vắng mặt của thủ tướng Ấn Độ Modi ở hội nghị thượng đỉnh BRICS vào ngày hôm qua. Chọn G20, thủ tướng Ấn Độ không tham dự BRICS về Gaza. Hãng tin Alti cho biết, thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã không tham dự hội nghị BRICS. Thay vào đó, ông đã cử ngoại trưởng Jaishankar tham dự. Lý do thủ tướng Modi vắng mặt là vì ông bận tham gia vào các cuộc họp khác. Được biết Thủ tướng Modi sẽ chủ trì hội nghị thượng đỉnh trực tuyến của các nhà lãnh đạo G20 vào ngày hôm nay. Nhiều khả năng Thủ tướng Modi vắng mặt tại cuộc họp BRICS là do Ấn Độ đang áp dụng lập trường gần gũi hơn với Mỹ và EU. Lập trường này có một phần nguyên nhân là do Ấn Độ coi Trung Quốc là một mối đe dọa quân sự số 1 của nước này. Vào tháng 10, Ấn Độ đã bỏ phiếu trắng trong cuộc biểu quyết của Đại hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về nghị quyết kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức tại Gaza, trong khi các thành viên khác của BRICS đều bỏ phiếu ủng hộ. Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố rằng việc bỏ phiếu trắng phản ánh chính sách không khoan nhượng đối với chủ nghĩa khủng bố. Có thêm một sự kiện nữa đó là Tổng thống mới đắc cử của Argentina là Javier Milei có quan điểm ủng hộ Israel. Điều này đã báo hiệu thêm một sự thay đổi quan trọng trong lập trường của khối BRICS về cách tiếp cận cuộc xung đột tại Trung Đông. Đặc biệt là khi một tháng nữa thôi, Argentina sẽ gia nhập khối. Ông Javier Miller là một người ngưỡng mộ Donald Trump và thậm chí từng tuyên bố rằng muốn chuyển đại sứ quán của đất nước mình đến Jerusalem. Trước đó, chính phủ Argentina đã lên án Israel ném bom tại Gaza. Argentina cũng được cho là khá nhạy cảm với các cuộc tấn công khủng bố. Theo trang Middle East Eye, thì Argentina đã mất 25 năm mới phong tỏa được tài sản của Hezbollah và đưa nhóm này vào danh sách khủng bố sau vụ tấn công của Hezbollah khiến cho 85 người Argentina thiệt mạng vào tháng 7 năm 1994. Nhiều người Argentina cũng coi Iran và Hezbollah là người phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công này cũng như là vụ tấn công vào đại sứ quán Israel ở Buenos Aires vào năm 1992. Có thể nói rằng sự xuất hiện của vị Tổng thống Argentina mới nhậm chức đang đem tới những yếu tố bất ngờ cho chính trường quốc tế, đặc biệt là vấn đề Trung Đông. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi những diễn biến tiếp theo của nó trong thời gian tới. Thiệt hại không thể khắc phục của Ukraine Hoàng Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, Khí tài viện trợ của phương Tây dành cho Ukraine ở thời điểm hiện tại là không nhiều, nhưng đó cũng chỉ là vấn đề về thời điểm. Giả sử một lúc nào đó phương Tây lại muốn nỗ lực vì Ukraine, thì đương nhiên là Kiev sẽ có thêm vũ khí để chiến đấu. Nhưng mà có một thứ Ukraine đã để mất và sẽ không bao giờ lấy lại được. Đây cũng là thứ sẽ đảm bảo chiến thắng lâu dài cho người Nga. Vậy thì nhân tố đó là gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Áp dụng chiến thuật cổ điển đào hầm bí mật ở Adipka Nhìn chung, Tình hình mặt trận hôm nay không có nhiều tiến triển, do thời tiết đã trở nên khắc nghiệt. Tuy nhiên, giao tranh ác liệt vẫn diễn ra ở Adipka. Lực lượng Nga tiếp tục tiến lên trong khi phía Ukraine gặp nhiều khó khăn và đang phải rút lui để mất các vị trí của mình. Phía Ukraine xác nhận khi cho biết rằng Nga đã đạt được những thành công về mặt chiến thuật ở phía nam Adipka. Cảnh quay về cuộc tấn công vào các khu vực kiên cố của Ukraine ở Adipka đã xuất hiện vào sáng nay. Nó cho thấy các nhóm trinh sát Nga đã áp sát ngay gần khu vực chiến hào của đối phương Điều này khiến cho binh sĩ Ukraine trở tay không kịp và phải đối mặt với tổn thất lớn Các chuyên gia quân sự nhấn mạnh rằng Dù có công nghệ cao đến đầu và việc sử dụng bom pháo nhiều như thế nào Thì cũng chỉ có thể giải quyết được một nửa công đoạn Phần còn lại, một giai đoạn khó khăn nhất vẫn phải đặt lên vai của bộ binh Đặc biệt là các nhóm trinh sát đặc biệt tấn công Vào các hầm ngầm, chiến hào và khu vực phòng thủ kiên cố của đối phương cần phải lưu ý là adipka không phải là một nơi dễ dàng tấn công bất chấp hỏa lực khốc liệt của quân nga nhắm vào tuyến phòng ngự của đối phương dù ukraine tổn thất nặng nề nhưng vẫn có sức kháng cự mãnh liệt lý do cho việc phía nga bao vây tấn công liên tục nhưng vẫn chưa thể hạ gục được quân phòng thủ ukraine không phải là do ukraine vượt trội về quân số hay là chiến thuật mà là do họ đã xây dựng được những công sự kiên cố suốt tám năm qua đồng thời sở hữu một hệ thống đường hầm dưới lòng đất có từ thời liên xô Kết quả là cuộc tấn công của Nga gặp phải rất nhiều khó khăn. Việc Nga bao vây, răng thòng lọng ở Adipka có một phần thành công là nhờ vào việc binh sĩ nước này đã tích cực đào đường hầm. Để làm gì đây? Tất nhiên là để áp sát các cứ điểm phòng thủ của quân đội Kiev. Theo tờ Prada, nhờ đường hầm ngầm dài 170m, các lữ đoàn tấn công của Nga đã gây bất ngờ cho quân phía bên kia khi đột ngột xuất hiện ở sát sườn các vị trí phòng ngự của họ. Nga đã đánh bại một cách dễ dàng đối phương ngay trong chính đường hầm của mình. Cảnh quay đã ghi lại khoảnh khắc quân Nga sử dụng một quả bom có sức công phá cực mạnh, ước chừng nửa tấn trong một vụ tấn công. Nhờ có sức công phá lớn như vậy, trước cuộc tấn công, các trinh sát Nga đã đào hầm đến gần chiến hào của Ukraine, ném lựu đạn và xông tới chiếm lấy điểm hòa lực. Đoạn video do phóng viên chiến trường Pavel Kukushkin quay lại là bằng chứng cho thấy Nga đã nắm được quyền kiểm soát một thành trì của lực lượng Ukraine. Đoạn video này cũng cho thấy vụ nổ đã xới tung mặt đất, khiến cho binh sĩ Ukraine phải rời khỏi vị trí ẩn nấp và bỏ chạy. Theo sĩ quan chỉ huy Akha Avidba, thì chiến thuật mà Nga đang áp dụng có từ thời Thế chiến thứ nhất, sử dụng triệt để chiến tranh đường hầm để vượt qua các lớp hào công sự kiên cố, âm thầm tiếp cận kẻ thù, chiếm lấy chiến hào, đặt mìn và tiêu diệt các điểm sung máy của đối phương. Chảy máu nguồn nhân lực thảm họa cho Ukraine. Có một điều đáng nói đó là ngày càng có nhiều video do các binh sĩ Ukraine đăng tải vô tình tiết lộ thực trạng thê thảm của quân đội nước này trên chiến trường. Ngày hôm nay, một video từ binh sĩ Ukraine có mặt ở mặt trận Adipka nói về tình hình khó khăn của thành phố này và về sự tiến bộ của người Nga. Anh ta kêu gọi chính quyền Kiev không nên lạc quan giả tạo. Theo binh sĩ này thì lợi thế của Nga đó là nước này đã chuyển sang nền kinh tế phục vụ chiến tranh. Trong khi Ukraine thì chưa, mà lại chi tiền bạc vào việc cải tạo đường phố và sân vận động. Người này cũng nói rằng binh sĩ Ukraine không có đủ đạn pháo và máy bay không người lái, dẫn đến có nhiều người đã chết và bị thương trong các đơn vị chiến đấu. Binh sĩ này tự hỏi như sau, chúng tôi sắp thua rồi, chúng tôi nên làm gì đây? Ném thêm quân cho kẻ thù tiêu diệt ư? Ừ. Những video như thế này có thể gây bất lợi cho Tổng thống Zelensky và càng để lộ sự thiếu hụt nhân sự trong lực lượng Ukraine. Đây là điều không chỉ Ukraine mà ngay cả đồng minh phương Tây cũng lo ngại nhiều nhất. Bởi vì việc thiếu vũ khí chỉ mang tính thời điểm nhưng mà việc suy giảm nguồn lực con người thì không thể khắc phục được. Trong khi đó, thời đại West của Đức đã lo ngại rằng Ukraine không còn công nhân nào ở lại hậu phương để sản xuất, bởi vì những người có trình độ và kinh nghiệm đều đã bị gửi ra tiền tuyến. Hiện tại thì các cuộc huy động cưỡng chế trên đường phố Ukraine cũng ngày một phổ biến hơn. Tờ Telegraph vào hôm 21 tháng 11 cho biết, trong khi chính quyền Kiev đang cố gắng bổ sung lực lượng vốn nức mệt mỏi và kiệt sức vì chiến trận, thì binh sĩ Ukraine còn lo ngại họ đang bị thua trong cuộc chiến tiểu hào trước Nga. Dữ liệu cho thấy, sau cuộc phản công thất bại của Ukraine, số lượng binh sĩ ở tiền tuyến hiện đã giảm từ 20 đến 40%. Binh sĩ Lysenko thuộc lữ đoàn 47 cho biết, đơn vị của ông đang chiến đấu tại Adipka chỉ với 20 người. Cần phải lưu ý là khi bắt đầu cuộc phản công mùa hè thì đơn vị này có tất cả 120 người, nhưng nhiều trong số họ hiện đang chết, bị thương hoặc đã được điều động khỏi tiền tuyến. Theo Lysenko, trong số 20 binh sĩ còn lại thì hầu hết đều trên 40 tuổi, đây là một thực tế vô cùng nhiệt ngã cho người Ukraina. Số người chết hoặc tàn tật suốt đời đã tăng thêm 300.000 người và biến quốc gia này trở thành một đất nước của những người khuyết tật. Trong khi đó, Nga không chỉ có nguồn nhân lực dự bị khá đông đảo, hơn 300.000 quân chưa sử dụng đến, mà nước này còn đẩy mạnh sản xuất UAV lên gấp 16 lần. Đây là loại vũ khí lợi hại và phổ biến nhất trên chiến trường hiện nay. Việc Nga phát triển và thử nghiệm UAV Lancet thế hệ cải tiến cho phép đạn lảng vàng có tầm bay lên đến trên 150 km, và có thể bắn trúng mục tiêu đang di chuyển. Việc sản xuất hàng loạt UAV loại này sẽ bắt đầu vào năm 2024 và báo hiệu sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho binh sĩ Ukraine cũng như là pháo binh Ukraine. Bài Nga phát súng tự kết liễu sự tồn tại của Ukraine Không chỉ nội bộ Ukraine trở nên rối ren với vụ đối đầu ngày một gay gắt giữa cặp đôi Zelensky và Zaluzny, mà người ta còn phải chứng kiến sự lục đục trong hàng ngũ quân đội nước này khi cựu thành viên quốc hội Irina Farian vào hồi đầu tháng 11 đã chỉ trích những binh sĩ Ukraina chỉ vì họ nói tiếng Nga thay vì tiếng Ukraina. Vụ việc này còn chưa kịp lắng xuống thì thanh tra quốc gia Tara Kremlin tiếp tục tuyên bố rằng khái niệm nói tiếng Nga không tồn tại ở Ukraina, vì tất cả chúng tôi đều là công dân Ukraina. Ông này nói như sau, yếu tố ngôn ngữ không chỉ là yếu tố tự do mà còn là yếu tố đảm bảo an ninh cho bản sắc và văn hóa của chúng ta. Và đây là dấu hiệu phân biệt bạn hay thủ. Ở tiền tuyến, khi bạn nghe thấy ai đó nói tiếng nga, phản ứng đầu tiên của bạn chính là bắn bỏ ngay lập tức. Có thể nói rằng những tuyên bố này đã gây ra sự khó chịu cho hàng ngũ quân đội Ukraine, nơi mà một số lượng lớn binh sĩ có nguồn gốc từ miền đông đất nước và đều nói tiếng nga. Một tay súng bắn tỉa của Ukraine có biệt danh là Grandfather đang chiến đấu ở Bakhmut đã nói rằng các đơn vị nơi mà anh ta tham gia chiến đấu đa số đều là người nói tiếng nga, chưa hết. Tuyên bố mới đây nhất của hai quan chức hàng đầu Ukraina về vấn đề dân tộc Nga tiếp tục gây ra tranh cãi lớn. Phó Thủ tướng phụ trách hội nhập châu Âu Ola Stefaniciya tuyên bố vào hôm 9 tháng 11 rằng không có người thiểu số Nga ở Ukraina, nó không tồn tại, không có một cộng đồng nào được xác định về mặt tư pháp tự nhận mình là dân tộc thiểu số Nga. Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Ruslan Stefanchuk vào hôm 20 tháng 11 thì nói rằng hiện tại không có người dân tộc thiểu số Nga nào ở Ukraina. Tuy nhiên, nhận xét của hai quan chức Ukraine đều là phi thực tế, bởi vì số liệu thống kê chính thức theo cuốn niên giám của CIA đề cập rằng 17,3% dân số Ukraine là người dân tộc thiểu số Nga. Con số này nhiều hơn so với tỷ lệ 12,1% người Mỹ gốc Phi ở Mỹ và thấp hơn một chút so với tỷ lệ người Mỹ gốc Tây Ban Nha. Do đó, việc hai quan chức cấp cao Ukraine phủ nhận không có người thiểu số Nga trên đất nước của họ cho thấy chính sách của chính quyền Kiev là Phi-Nga hóa và Ukraine hóa. Nói trắng ra, chính quyền Tổng thống Zelensky có tư tưởng theo đuổi chủ nghĩa tần phát xít, bài Nga một cách trắng trợn. Thực tế là Tổng thống Putin đã nhiều lần nhấn mạnh thực tế lịch sử rằng toàn bộ khu vực Biển Đen và Đông Ukraine từng là vùng đất phía nam của nước Nga do Catherine Đại Đế thành lập sau hàng loạt các cuộc chiến tranh với đế chế Ottoman. Ông ấy cũng làm rõ rằng lãnh thổ Ukraine trong quá khứ vào thế kỷ 16 chỉ bao gồm 3 khu vực là Kiev, Zitomir, Chernigov Tổng thống Putin cũng nhiều lần đề cập đến sự thống nhất lịch sử giữa người Ukraine và người Nga. Và rằng, ông luôn coi người Ukraine là dân tộc anh em. Ông cũng thừa nhận những gì đang xảy ra ở Ukraine lúc này là một bi kịch, nhưng mà không phải do chính sách của Nga gây ra, mà do chính sách của chính quyền Tổng thống Zelensky gây ra. Và để xóa bỏ nguồn gốc Nga vốn đã cắm rễ sâu trong lịch sử Ukraine, chính quyền Kiev đã quyết tâm gia nhập NATO bất chấp những phản ứng của người Nga. Do đó, không có gì đáng ngạc nhiên khi Tổng thống Putin tuyên bố chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga là nhằm phi quân sự hóa, phi phát xít hóa Ukraine. Đó chính là nguồn cơn gây ra bi kịch cho đất nước Ukraine bây giờ. Nhưng mà sau hơn 20 tháng xung đột với Nga thì Ukraine đã thảm bại và cuộc chiến ủy nhiệm của NATO dường như sắp kết thúc. Mặc dù điều đó không có nghĩa là cuộc xung đột này sẽ chấm dứt, điều này được thể hiện ở những dữ kiện đáng chú ý như sau. Thứ nhất, viện trợ tài chính và quân sự của phương Tây thực sự đang bốc hơi, Thứ hai là Ukraine hiện đang hoang mang về tương lai, đặc biệt là nó ảnh hưởng tới tâm lý của binh sĩ trên chiến trường. Thứ ba, đó là đấu đá nội bộ gia tăng, đặc biệt là trong cuộc đối đầu giữa Zelensky và Zaluzny. Thứ tư, phương Tây đang gây áp lực buộc Ukraine phải đàm phán với Nga nhằm đóng băng cuộc xung đột. Và thứ năm là Ukraine khủng hoảng về mọi mặt, về kinh tế, quân sự, xã hội, đặc biệt là khi mùa đông này dự báo sẽ còn khó khăn hơn mùa đông năm ngoái nhiều khả năng các cuộc biểu tình có thể nổ ra trên khắp Ukraine. Trong đó, chính quyền Tổng thống Zelensky lo ngại sẽ có một cuộc nổi dậy Maidan 3 và nhiều khả năng là do tướng Zaluzny giật dây để thực hiện đảo chính quân sự với sự chấp thuận của phương Tây. Như vậy thì có thể thấy, sự thất bại của cuộc phản công, chiến thắng trong cuộc chiến tiêu hao của Nga, sự chia rẽ của Quốc hội Mỹ trong vấn đề Ukraine và việc mùa bầu cử tại Mỹ sắp tới, tất cả đều tập hợp lại, tạo ra một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng cho Ukraine vào thời điểm hiện tại. Chỉ 6 tháng trước thôi, chính quyền Kiev với sự hỗ trợ tài chính và quân sự của phương Tây đã thổi phồng sự lạc quan quá mức, khiến cho công chúng kỳ vọng về một cuộc phản công mùa hè thành công của Kiev. Tuy nhiên, thay vì đuổi người Nga trở lại biên giới trước năm 2014, thì tờ New York Times đã thừa nhận vào cuối tháng 9 rằng Nga hiện tại kiểm soát thêm được gần 200 dặm vuông của lãnh thổ Ukraine so với đầu năm. Tổng thống Biden cũng từng nhấn mạnh rằng hơn 50 quốc gia đã trang bị vũ khí cho Ukraine cùng hàng chục nghìn lệnh trừng phạt nhắm vào Nga nhưng mà cuối cùng thì chính Nga, chứ không phải là Ukraine, đã phát động thành công cuộc phản công của mình bằng cách mở rộng khu vực do mình kiểm soát. Đồng thời, điều đó cũng khiến cho kho dự trữ vũ khí của NATO cạn kiệt. Có thể nói rằng, sau những thất bại liên tiếp trên chiến trường, thì chính quyền của Tổng thống Zelensky đã phải tìm mọi cách để leo thang bằng việc tấn công sâu vào lãnh thổ nước Nga và Crimea. Ông ta kỳ vọng rằng Điện Kremlin sẽ trả đũa và từ đó lôi kéo được NATO tham gia vào cuộc chiến với kịch bản này thì nguy cơ thế chiến thứ ba nổ ra do tính toán sai lầm sẽ tăng cao và đây là điều mà không một nhà hoạch định chính sách nào của cả nga và mỹ mong muốn chắc chắn rằng tổng thống putin cũng nhận thức được nguy hiểm này trong bối cảnh nếu như nga đạt được các bước đột phá trong những tháng tới khiến cho mặt trận sụp đổ hoàn toàn thì nhiều khả năng chính quyền của ông zelensky sẽ còn liều lĩnh leo thang hơn nữa đó là lý do giải thích tại sao tổng thống putin luôn nhiều lần nhấn mạnh rằng nga chưa bao giờ từ chối các cuộc đàm phán hòa bình và ngày hôm qua ông tiếp tục lặp lại điều đó. Ngày 22 tháng 11, phát biểu trước các nhà lãnh đạo G20, Tổng thống Putin nói như sau: "Tất nhiên, những hành động quân sự luôn là một thảm kịch và tất nhiên, chúng ta nên nghĩ cách để ngăn chặn thảm kịch này. Nga chưa bao giờ từ chối các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine." Về phía Mỹ và NATO cũng như vậy, cả hai đều không muốn đẩy cuộc chiến ủy nhiệm trở thành cuộc chiến đối đầu trực diện đặc biệt là khi Mỹ muốn chuyển trọng tâm sang châu Á-Thái Bình Dương để đối phó với đối thủ số 1 của mình là Trung Quốc. Do đó, Phái đoàn Mỹ tại NATO hôm 20 tháng 11 đã đưa ra tối hậu thư công khai cho Tổng thống Zelensky. Đó là Ukraine phải ngồi vào bàn đàm phán. Thưa quý vị, đã có những sự chuyển dịch trong bàn cờ địa chính trị thế giới trong những ngày qua. Trong đó, cả Nga và Mỹ đã có những động thái khẳng định sự hiện diện của họ ở những vị trí chiến lược trọng yếu, đặc biệt là tại Nam Á. Nga thể hiện tầm ảnh hưởng ở vịnh Bengal. Ngày hôm qua, 22 tháng 11, Nga thông báo rằng hải quân nước này đang tổ chức tập trận với Ấn Độ ở vịnh Bengal sau khi tàu chiến Nga ghé thăm Bangladesh. Họ cũng vừa tiến hành cuộc tập trận với Myanmar trước đó. Có thể nói rằng, không có một quốc gia nào có một mối quan hệ quân sự tuyệt vời với cả ba nước này như Nga ở thời điểm hiện tại. Khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương luôn có sự cạnh tranh quyết liệt về mặt địa chính trị giữa Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Thu nhỏ lại, khu vực vịnh Bengal, nơi mà Nga đang tập trận với Ấn Độ, thì Bangladesh và Myanmar đều đang có những vấn đề nội bộ rắc rối của riêng mình. Đầu tiên đó là Myanmar đối mặt với các cuộc nổi dậy đòi ly khai. Chính phủ nước này đang chật vật chống đỡ các lực lượng vũ trang sắc tộc nổi dậy chống lại nhà nước. Ba nhóm vũ trang tập hợp dưới tên gọi là Liên minh huynh đệ đã mở một cuộc tấn công phối hợp chưa từng có và chiếm được nhiều tiền đồn quân sự của chính phủ. Các cuộc tấn công này khiến cho chính quyền Myanmar có nguy cơ mất quyền kiểm soát đối với các cửa khẩu biên giới trong số đó có cửa khẩu giáp với tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Chớ trêu là tướng Min An Huyang, là tổng tư lệnh quân đội Myanmar lại luôn cảnh giác về sự ảnh hưởng của Trung Quốc, bởi vì Bắc Kinh được cho là vừa trang bị vũ khí cho quân đội chính phủ Myanmar, lại đồng thời cung cấp vũ khí cho các nhóm vũ trang chống lại chính phủ. Lưu ý là Myanmar đã gia nhập vào sáng kiến vành đai và con đường. Trong đó, Trung Quốc có lợi ích rất lớn với một cảng nước sâu ở thị trấn Kiaupiu, nằm bên bờ vịnh Bengal. Cảng này đóng vai trò là điểm cuối trong đường ống dầu khí dẫn tới khắp Myanmar và chảy vào tỉnh Vân Nam của Trung Quốc. Còn tại Bangladesh, nhà cầm quyền nước này đối phó với các cuộc biểu tình chống chính phủ. Cuộc bầu cử sắp tới của Bangladesh vào tháng 1 có thể dẫn đến việc lật đổ thủ tướng đương nhiệm Sheikh Hasina. Những cuộc biểu tình lớn chống lại chính phủ do đảng đối lập phát động đã kéo dài từ cuối năm ngoái cho đến tận năm nay. Đỉnh điểm đó là cuộc biểu tình ở thủ đô Dhaka vào hồi tháng 7 với hàng chục nghìn người tham gia. Yêu cầu Thủ tướng Hasina từ chức và nhường chỗ cho chính quyền chuyển tiếp trung lập giám sát cuộc tổng tuyển cử dự kiến vào đầu năm tới. Các tổ chức quốc tế cũng bày tỏ lo ngại và muốn tham gia giám sát cho cuộc bầu cử này. Cuộc đối đầu chính trị giữa Đảng PNP và Đảng AL của Thủ tướng Hasina trong 40 năm qua khiến cho họ trở thành hai thế lực như nước với lửa. Hai đảng phái này đã thay nhau lãnh đạo đất nước từ năm 1991 tới nay. Dù có một giai đoạn ngắn từ năm 2006 đến 2008, quân đội đã can thiệp vào tình hình chính trị Kể từ khi quay trở lại nhiệm sở vào năm 2009, Thủ tướng Hasina đã đạt được một số thành tích kinh tế, nhưng cũng bị chỉ trích vì được cho là tập trung quyền lực quá mức, đàn áp phe phái đối lập và bị cáo buộc gian lận phiếu bầu. Trong hai kỳ bầu cử gần nhất vào năm 2014 và 2019, Đảng AL đều nhận được đa số phiếu bầu nhưng vấp phải cáo buộc gian lận từ một số tổ chức quốc tế, trong đó có Hoa Kỳ. Bangladesh được cho là cũng đang rơi vào tầm ngắm của Trung Quốc khi mà Bắc Kinh sở hữu khá nhiều hải cảng quan trọng của nước này. Mục tiêu chính của Trung Quốc là sở hữu cảng Chittagong. Hiện tại nó đang là cảng chính của Bangladesh, chiếm khoảng 92% hoạt động xuất nhập khẩu của cả nước. Mongla là cảng thứ hai tại Bangladesh cũng có sự tham gia góp vốn của Trung Quốc. Cả hai cảng là Mongla và Chittagong đều rất quan trọng với vai trò trung chuyển hàng hóa của Ấn Độ cho Nepal và Bhutan. Ngoài ra, cảng thứ ba là Payra cũng đã nằm trong dự án của Trung Quốc. Về phía người Mỹ, chính quyền của ông Biden tiếp tục giữ mối quan hệ chặt chẽ với Bangladesh do vai trò càng ngày càng tăng của nước này là trung tâm dệt may toàn cầu và có vị trí địa chiến lược quan trọng ở vịnh Bengal. Trong khi đó, Trung Quốc và Ấn Độ thì đang cạnh tranh nhau quyết liệt để giành quyền ảnh hưởng ở Bangladesh, một đất nước có vị trí quan trọng tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Bangladesh cho đến nay vẫn cân bằng khá tốt mối quan hệ giữa ba nước là Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ nhưng mà mọi thứ có thể bị đảo lộn nếu như nước này rơi vào tình trạng bất ổn. Như vậy thì có thể thấy, nhân tố Trung Quốc đang nổi lên ở hai quốc gia Bangladesh và Myanmar, trong khi Ấn Độ là quốc gia thứ ba mà Nga đang tập trận chung, lại coi Trung Quốc là mối đe dọa quân sự số một của nước này. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng phân tích về mối quan hệ giữa Trung Quốc và Ấn Độ. Bờ biển phía đông Ấn Độ giáp với 6 quốc gia ven biển, bao gồm có Sri Lanka, Bangladesh, Myanmar, Thái Lan, Malaysia và Indonesia, xuyên qua vịnh Bengal. Trung Quốc, dù không phải là quốc gia ven biển nằm trong vịnh Bengal hay là Ấn Độ Dương, nhưng đang càng ngày càng củng cố được sự hiện diện của mình trong khu vực bằng cách xây dựng các mối quan hệ chính trị, kinh tế và quốc phòng mạnh mẽ với các nước ven biển, bao gồm cả dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, cầu cảng thông qua bẫy nợ vành đai và con đường. Bên cạnh các hải cảng ở Sri Lanka và Bangladesh cũng như là Myanmar, Trung Quốc còn sở hữu cảng Wanda của Pakistan. Mà Pakistan vốn là đối thủ truyền kiếp của Ấn Độ. Do đó, không có gì đáng ngạc nhiên khi Ấn Độ luôn cảnh giác trước sự hiện diện của Trung Quốc ở các hải cảng này, bởi vì Bắc Kinh đã có cớ để triển khai hải quân của nước mình hiện diện ở vịnh Bên Can. Trong bối cảnh bất ổn địa chính trị mới xuất hiện ở Nam Á như hiện nay, điều bắt buộc cần phải có đó là sự hiện diện của một thế lực bên ngoài có đủ tầm ảnh hưởng đối với tất cả các bên, đồng thời thế lực này lại có thể hợp tác mà không gây tổn hại đến lợi ích của bất kỳ bên nào. Và câu trả lời chính là nước Nga. Thời điểm này, Nga đang nổi lên với màn thể hiện ngoại giao quân sự hoành tráng với cả ba quốc gia là Ấn Độ, Bangladesh và Myanmar, như chúng tôi vừa nói ở trên. Trong khi đó, cả Mỹ và Trung Quốc đều không thể làm được điều tương tự. Bởi vì, về phía Mỹ, nước này giữ quan hệ tốt với Ấn Độ và Bangladesh, nhưng lại coi Myanmar là chế độ độc tài. Còn Trung Quốc, dù có mối quan hệ chặt chẽ với Bangladesh và Myanmar, nhưng lại đối đầu với Ấn Độ. Rõ ràng là cả Myanmar, Bangladesh và Ấn Độ thông qua việc hợp tác và tập trận với Hải quân Nga vừa qua đã ngầm xác nhận rằng Nga là quốc gia ngoài khu vực có trách nhiệm và không có bất kỳ một lợi ích nào ở vịnh Bengal. Do đó, việc Nga tập trận với Hải quân Ấn Độ đã khiến cho Trung Quốc và Mỹ không có cớ để phản đối. Ukraine thua đậm về chiến thuật Hoàng Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, chiến trường Adipka tiếp tục có những diễn biến mới. Trong khi đó, Kiev tiếp tục phải ăn bánh vẽ của NATO với các đảm bảo an ninh mơ hồ. Trong video ngày hôm nay, chúng ta cũng sẽ phân tích về sự thất bại của các lệnh trừng phạt kinh tế mà phương Tây đang áp lên Nga. Không để quý vị chờ đợi lâu, ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Binh sĩ bị tiêu diệt ồ ạt, Ukraine thua về mặt chiến lược tại Adipka. Các chuyên gia của kênh Biên Niên Sử Quân Sự đã tiến hành phân tích trung thực về triển vọng bi đát của quân đội Ukraine tại Adipka ngay cả khi đã điều thêm quân tới mặt trận này. Lữ đoàn cơ giới số 47 đã được điều tới đây, nhưng mà lực lượng này không thể tạo ra được ảnh hưởng đến ưu thế chiến thuật. Do phía Nga đã sử dụng bom tấn và đạn chùm RBK-500 để tấn công vào các khu vực kiên cố của Ukraine. Phía Nga hiện đang nỗ lực để chiếm các vị trí chiến lược quan trọng trên các điểm cao, đặc biệt ở hướng Tây Bắc Adipka. Tình thế bế tắc sẽ buộc Ukraine phải tấn công không chỉ từ những vị trí cực kỳ bất lợi, mà còn từ những địa hình chống trải, rất dễ bị người Nga quan sát. Ở một số khu vực của Adipka, Nga đã tạo ra những túi lửa gây tổn thất nặng nề cho Ukraine khi mà binh sĩ đối phương bị dồn vào các tầm hỏa lực của pháo binh và hàng không Nga giống hệt như là các trận chiến tại Robotine. Nói chung, lực lượng Nga không gặp vấn đề gì nghiêm trọng ở Adipka do họ đã kiểm soát được vùng Danes ngay sát Adipka, giúp nước này có thể tiếp viện dễ dàng cho chiến trường. Trong khi đó, Ukraine lại không có được ưu thế này Mọi nguồn nhân lực của Ukraine hiện tại đều đang đổ dồn về Bakhmut và Zaporozhye. Quân phòng thủ Ukraine hiện đang thiếu lực lượng phòng không tầm ngắn. Đó là lý do tại sao trong suốt hơn một tháng diễn ra các trận chiến ở Adipka, họ không thể nắm được quyền chủ động hoặc chí ít là giữ vững phòng tuyến này. Ngoài ra, trận chiến ở Adipka cũng khác với Bakhmut ở một điểm, đó là Ukraine đang ở thế thua trên mặt chiến lược. Có thể thể hiện ra những yếu tố như sau. Thứ nhất, hiện giờ thì nhân lực, vũ khí, đạn dược đều bị giảm sút do cuộc phản công thất bại. Thứ hai, áp lực trên tiền tuyến của Nga không hề suy giảm. Do đó, binh sĩ Ukraine phải đối mặt với cường độ giao chiến lớn liên tục, khiến cho tinh thần và thể lực của họ kiệt quệ. Thứ ba, Ukraine chỉ có một tuyến đường tiếp tế duy nhất tại Adipka, trong khi Bakhmut có nhiều tuyến đường hơn. Vì sao Zelensky lại hé lộ bị ám sát hụt nhiều lần? Nhìn chung, do băng tan vào mùa thu cho nên cường độ tác chiến trên tất cả các mặt trận của cả hai bên đều giảm tốc độ và không có gì thay đổi đáng kể. Chủ yếu chúng vẫn tập trung tại Khe Son và Adipka, nhưng mà diễn biến kịch tính bên ngoài tiền tuyến thì đang thu hút sự chú ý của dư luận. Đặc biệt trong bối cảnh Tổng thống Zelensky hé lộ mới đây rằng ông đã may mắn sống sót sau 5 hoặc 6 lần bị mưu sát và ông ấy đổ lỗi là do Tổng thống Putin. Có nhiều lý do để nghi ngờ tính xác thực về thông tin này mà Tổng thống Zelensky đã hé lộ nếu như đó là một nguồn tin đáng tin cậy thì chắc chắn rằng truyền thông phương tây sẽ không bỏ qua mà sẽ khai thác chi tiết một cách triệt đề nhưng không có bất kỳ một báo cáo nào như vậy điều đó cho thấy tuyên bố của tổng thống zelensky không đúng sự thật câu hỏi đặt ra là tại sao ông zelensky lại tiết lộ mình bị mưu sát vào thời điểm này nếu như nhìn rộng ra thì đó là do cuộc phản công đang thất bại của kiev kho dự trữ của phương tây đang suy giảm và các yếu tố khác hội tụ như chúng tôi đã phân tích ngày hôm qua tất cả khiến cho Tổng thống Zelensky phải nỗ lực đe dọa phương Tây nhằm duy trì tốc độ, quy mô và phạm vi viện trợ. Ngoài ra, ông Zelensky cũng đang nỗ lực lôi kéo phương Tây ủng hộ ông thay vì tướng Zaluzny. Tổng thống Zelensky muốn tái khẳng định với phương Tây là nhóm của ông sẽ chống Nga đến cùng, bất chấp nhiều lần bị Tổng thống Putin ám sát hụt. Tuyên bố này mang nhiều động cơ và là một mũi tên trúng hài đích. Nó vừa ngăn chặn được các âm mưu ám sát trong tương lai nếu như phương Tây ủng hộ tướng Zaluzny lật đổ chính quyền đương nhiệm đồng thời còn có một khả năng nữa dù ít xảy ra hơn đó là tổng thống zelensky muốn phá vỡ mối quan hệ của nga với israel bằng cách làm mất uy tín của tổng thống putin chúng tôi xin lưu ý là cựu thủ tướng israel benes từng tiết lộ về cam kết của nhà lãnh đạo nga không làm hại người đồng cấp ukraine hiện tại đang có nhiều bất lợi dành cho tổng thống zelensky và điều đó góp phần khiến cho đất nước ukraine trở nên mong manh hơn bao giờ hết eu đảm bảo an ninh nhưng không phòng thủ chung với ukraine Truyền thông phương Tây vài ngày qua đã hé lộ về các điều khoản đề xuất đảm bảo an ninh của EU dành cho Ukraine. Nhìn qua thì thấy như là EU vẫn đang sắt cánh đến cùng cùng với Kiev. Nhưng nếu như xem xét kỹ thì không hẳn là như vậy. Điều khoản đã thiếu đi một cam kết mà Tổng thống Zelensky mong muốn hơn bao giờ hết. Tờ Bloomberg vào hôm 22 tháng 11 đã liệt kê các điểm chính trong đề xuất của EU như sau. Một cơ chế có thể dự đoán, hiệu quả bền vững và lâu dài để cung cấp thiết bị quân sự cho Ukraine thông qua việc huy động ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu. Đảm bảo thứ hai, đó là cung cấp huấn luyện cho lực lượng vũ trang Ukraine. Tiếp theo là hợp tác chặt chẽ với ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine để nâng cao năng lực và điều chỉnh các tiêu chuẩn. Thứ tư, là tăng cường khả năng của Ukraine trong việc chống lại các mối đe dọa mạng và hỗn hợp cũng như là thông tin sai lệch. Tiếp theo là hỗ trợ các nỗ lực ra phá bom mìn của Ukraine và giải quyết ô nhiễm do tàn dư chất nổ gây ra. Thứ sáu, giúp Ukraine thực hiện các chương trình cải cách liên quan đến quá trình gia nhập EU, cũng như tăng cường khả năng giám sát kho vũ khí, vũ khí hạng nhẹ và đạn dược, chống lại hoạt động buôn bán vũ khí bất hợp pháp. Và cuối cùng, đó là hỗ trợ các nỗ lực chuyển đổi năng lượng và an toàn hạt nhân của đất nước này. Trên thực tế thì mỗi một đảm bảo an ninh kể trên đều đã được EU thực hiện. Do đó, dự thảo đề xuất này chỉ đơn giản là văn bản hóa các hành động trên mà thôi. Chúng không có điểm mới nào cả. Tuy nhiên, Điều mà dễ nhận ra nhất đó là đề xuất này không đề cập đến bất kỳ một nghĩa vụ phòng thủ chung hay là bảo vệ Ukraine nào. Đây là một điều mà Tổng thống Zelensky rất mong muốn, ngay cả trước khi xung đột Nga-Ukraine bắt đầu. Dự thảo này của EU không gây ngạc nhiên, nhưng mà chắc chắn sẽ khiến cho Tổng thống Zelensky và nhóm cố vấn của ông phải thất vọng. Bởi vì trước đó tại hội nghị thượng đỉnh NATO vào hồi tháng 7, NATO đã không phê chuẩn tư cách thành viên của Ukraine. Rõ ràng là NATO đã nhìn thấy thất bại của Ukraine sau một tháng phản công kể từ ngày 4 tháng 6 và chắc chắn phương Tây sẽ không mạo hiểm lao vào một cuộc đối đầu trực tiếp với Nga. Theo đó, mối quan tâm của họ lúc này là phải làm sao đạt được một thỏa hiệp với Nga để đóng băng cuộc xung đột. Tất nhiên đây là điều mà Tổng thống Putin đã đề xuất nhiều lần với phương Tây liên quan đến lợi ích của nước Nga và ông tiếp tục tái khẳng định vào hồi tháng 6 và mới nhất là hội nghị G20 trực tuyến hôm 21 tháng 11. Đó là Nga đề xuất với NATO phải có một vùng đệm an ninh. Ông ấy nói như sau, cần phải tạo ra một loại vùng đệm nào đó trên lãnh thổ Ukraine ở một khoảng cách xa đến mức không thể tiếp cận lãnh thổ của chúng tôi. Tuy nhiên, phương Tây đã vứt bỏ đề xuất này. Rõ ràng ngay từ đầu, Nga đã yêu cầu NATO không nên mở rộng biên giới của khối tới tận Ukraine để đảm bảo an ninh cho nước Nga như là NATO đã từng hứa vào năm 1991. Nhưng mà phương Tây đã không chịu lắng nghe và điều này đã dẫn đến xung đột Nga-Ukraine. Sau hơn 20 tháng xung đột với hàng trăm tỷ đô la đổ vào hố đen tại đây, Kết quả là Tổng thống Zelensky vẫn không đạt được điều mà ông ấy mong muốn, đó là các đảm bảo an ninh của NATO, EU đối với Ukraine. Nói tóm lại, cuộc chiến ủy nhiệm của NATO và Nga dường như đang tới hồi kết thúc và phương Tây không muốn mạo hiểm xảy ra một cuộc xung đột lớn hơn với Nga bởi vì các tính toán sai lầm. Nga điều tên lửa ngày tận thế tới gần châu Âu hơn Trong một động thái nhằm phô trương sức mạnh hạt nhân của mình, Nga đã tái triển khai tên lửa đạn đạo liên lục địa ra tới gần châu Âu hơn, Tên lửa này còn được phương Tây gọi là tên lửa ngày tận thế. Nó đã được chuyển đến căn cứ quân sự Kozets ở phía tây nước Nga, cách Moscow khoảng 1.500 km và cách London 2.400 km. Tên lửa RS-24 Ja có tầm bắn 11.000 km và có thể mang tới 10 đầu đạn nhằm mục tiêu độc lập. Nó được thiết kế để đánh bại các hệ thống phòng không hiện đại và tương lai khi có tốc độ tối đa lên tới Mach 30 là 36.800 km một giờ. Do đó, nó có thể tấn công London trong vòng chưa đầy 5 phút. Cũng cần phải lưu ý là tên lửa chống đạn đạo nhanh nhất thế giới hiện tại là GBI của Mỹ, cũng chỉ có thể đánh chặn được tên lửa tấn công có tốc độ trong khoảng từ Mach 16 đến Mach 20. Cho nên, có thể nói rằng tên lửa JAR của Nga là vô đối và không có loại tên lửa đánh chặn nào có thể chạm tới được nó. Trung đoàn Kozets, nơi tên lửa mới được nạp vào hầm chứa là trung đoàn đầu tiên trong lực lượng tên lửa chiến lược của Nga được triển khai loại tên lửa này. Động thái này diễn ra vài giờ sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói rằng Nước của ông đang đặc biệt chú ý đến việc hình thành lực lượng hải quân hạt nhân chiến lược. Trong một cuộc gặp với các lãnh đạo quân đội Nga, Bộ trưởng Sogon nói thêm rằng tỷ lệ tàu hiện đại trong lực lượng hạt nhân hải quân Nga đã đạt 100%. Sau khi ba tàu ngầm mang tên Lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân được đưa vào biên chế hải quân. Trong khi đó, Nga đang lên kế hoạch thử nghiệm tên lửa đạn đạo lớn nhất thế giới mang tên Sao tăng 2 ở khu vực Bắc Cực. Trước đó, vào ngày 16 tháng 11 Lực lượng tên lửa Nga cũng đã đưa một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa được trang bị tên lửa siêu thanh Avanga có khả năng mang đầu đạn hạt nhân vào một bệ phóng ở miền Nam nước Nga. Như vậy, về mặt vũ khí chiến lược siêu thanh, có thể nói rằng Mỹ đang thua Nga và các lệnh trừng phạt của tổng thống Biden cũng như vậy. Tại sao các biện pháp trừng phạt Nga đều thất bại? Sau gần 2 năm bị áp đặt các lệnh cấm vận khắc nghiệt nhất từ trước đến nay, nền kinh tế Nga vẫn tiến triển tốt hơn nhiều so với dự đoán. Trong khi Nga vẫn duy trì được tiến độ trong một cuộc chiến với Ukraine, thất bại trong cuộc phản công của Ukraine đã góp phần làm tăng thêm niềm tin rằng cuộc chiến này có thể kết thúc trong thế bế tắc hoặc là Nga đang giành chiến thắng. Ngay khi xung đột nổ ra vào tháng 2 năm 2022, chính quyền của ông Biden và đồng minh đã đưa ra một loạt các gói trừng phạt nhắm vào ngành công nghiệp quốc phòng của Nga, xuất khẩu công nghệ, tài sản nước ngoài, ngân hàng, công ty năng lượng và các doanh nhân giàu có. Đồng thời, Phương Tây tiếp tục cô lập hoàn toàn Nga khỏi thị trường tài chính ngân hàng toàn cầu, với hy vọng rằng có thể cản trở bộ máy chiến tranh của Nga, đồng thời gây ra một cuộc khủng hoảng xã hội nghiêm trọng dẫn đến chính quyền của tổng thống Putin phải sụp đổ. Tuy nhiên, sau gần 2 năm xung đột, chính quyền của ông Biden đã không thể lật đổ được tổng thống Putin, hoặc là buộc ông ấy phải đồng ý rút quân khỏi Ukraine. Nga thậm chí còn tăng cường phân bổ GDP quốc gia cho quốc phòng, hiện đạt mức cao nhất mọi thời đại là 70% và đây là bằng chứng cho thấy Nga đã chuyển hẳn sang nền kinh tế thời chiến. Nhìn chung, hầu hết các chuyên gia phương Tây chỉ tập trung vào việc tìm ra những tổn thương trong nền kinh tế Nga, mà họ bỏ qua đánh giá cần thiết để xác định chính xác nguồn gốc của các lệnh trừng phạt thất bại. Tuy nhiên, điều đó cũng không có nghĩa là các lệnh trừng phạt của phương Tây hoàn toàn vô dụng, bởi vì nền kinh tế Nga đang chịu tác động khá lớn và phải đối mặt với một tương lai đầy khó khăn. Các ngành hàng không và sản xuất ô tô bị ảnh hưởng đặc biệt lớn với mức giảm 80% do không thể tiếp cận được với các thiết bị quan trọng. Cùng với đó là sự đầu tư trực tiếp của phương Tây không còn và tình trạng tháo vốn chảy máu chất sáng nghiêm trọng. Điều này đã báo trước một nền kinh tế ảm đạm cho các thế hệ tương lai của Nga. Mặc dù vậy, nền kinh tế Nga không hề sụp đổ như những tuyên bố của giới lãnh đạo phương Tây. Họ làm vậy chỉ để chấn an người dân của mình. Vốn cũng đang phải gánh chịu thiệt hại do hiệu ứng từ các lệnh trừng phạt, khiến cho mức sống càng ngày càng xấu đi. Nhưng mà câu hỏi đặt ra là, vì sao các biện pháp trừng phạt Nga lại thất bại đến như vậy? Đó là vì Nga đã tìm ra được những lỗ hổng trong việc xuất khẩu hàng hóa lưỡng dụng thông qua bên thứ ba. Luôn có một số quốc gia không muốn ngừng việc kinh doanh và làm ăn với Nga, đặc biệt là Ấn Độ và Trung Quốc. Hai nước này đã phớt lờ các biện pháp trừng phạt và tiếp tục mua năng lượng của Nga. Gần đây nhất, báo cáo của POGO cho thấy, ngay cả Bộ Quốc phòng Mỹ cũng vẫn là khách hàng trung thành của ngành dầu mỏ Nga. Có thêm một yếu tố nữa, đó là chính phủ và ngân hàng trung ương Nga đã kịp thời phản ứng bằng việc kết hợp hạn chế dòng vốn tự do và tăng cường 20% lãi suất tiền gửi. Chỉ trong vòng 2 tháng sau khi xung đột nổ ra, các ngân hàng đã chứng kiến 90% số tiền rút ban đầu quay trở lại các tài khoản ở Nga. Sau 20 tháng, nền kinh tế thời chiến đã thay thế các ưu tiên đa dạng hóa sản xuất xuất khẩu và đổi mới công nghệ trước chiến tranh của Nga. GDP của Nga cho thấy mức tăng trưởng đáng ngạc nhiên là 2,2% trong năm nay. Bất chấp tình trạng tháo vốn nghiêm trọng, thặng dư tài khoản váng lai của Nga đã tăng lên 16,6 tỷ USD trong quý 3. Phản ánh sự gia tăng lớn trong ngoại thương bất chấp lệnh trừng phạt. Ngoài ra, Tổng thống Putin đã ký sắc lệnh buộc các nhà xuất khẩu Nga trong lĩnh vực năng lượng, kim loại và nông nghiệp phải chuyển đổi vốn nước ngoài của họ từ ngoại tệ sang đồng rúp nhằm mục đích ổn định đồng nội tệ. Nhìn chung, chiến lược thoát đô la và hoán đổi tiền tệ đã đẩy Nga đến gần hơn với kế hoạch ra mắt đồng tiền chung với khối BRICS. Do đó, có vẻ như là phương Tây sẽ phải suy nghĩ lại chính sách trừng phạt của mình, cũng phải thừa nhận rằng Thời điểm này có tầm quan trọng then chốt đối với cả hai. Để Nga đồng ý ngồi vào bàn đàm phán hòa bình với Ukraine thì có một điều kiện chắc chắn đó là không chỉ Ukraine phải thỏa hiệp về vấn đề lãnh thổ mà Mỹ cũng phải nới lỏng các lệnh trừng phạt. Ngừng bắn chỉ là tạm thời khi mà hận thù đã quá sâu sắc ở Trung Đông Lệnh ngừng bắn đầu tiên trong cuộc chiến kéo dài gần 7 tuần ở Gaza bắt đầu vào lúc 7 giờ sáng nay theo giờ Israel. Nếu như mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, thì khoảng 4 giờ chiều cùng ngày, nhóm 13 con tin đầu tiên bị Hamas bắt giữ sẽ được trả tự do. Đây là nhóm đầu tiên trong số 50 người sẽ được thả trong thời gian 4 ngày tạm dừng giao tranh ở Gaza. Israel nói rằng cũng sẽ thả 150 tù nhân Palestine, phụ nữ và trẻ em vị thành niên. Israel cho biết lệnh ngừng bắn tạm thời có thể được kéo dài thêm một ngày cho mỗi 10 con tin được Hamas phóng thích. Ai Cập thì đã thông báo khoảng 200 xe viện trợ nhân đạo, 130.000 lít dầu diesel và 4 xe tải chở khí đốt sẽ tiến vào giải Gaza hàng ngày sau lệnh phong tỏa tạm thời này. Nếu như Gaza có được 4 ngày không chết chóc, thì điều đó có thể tạo ra một cơ hội cho một kết thúc có thể thương lượng được. Tuy nhiên, sự thù địch giữa hai bên Israel và Hamas đã quá sâu sắc và cả hai đều có động cơ mạnh mẽ để tiếp tục cuộc chiến sau khi lệnh ngừng bắn đã kết thúc. Trên thực tế, Hamas đã suy hiếu khá nhiều. Điều này được chính kênh Raiba của Nga xác nhận. Họ cho biết rằng Hamas không chỉ thiếu đi pháo binh mà dường như còn cạn kiệt UAV. Do đó, lá bài trong cuộc xung đột ở Gaza lúc này không phải là giữa Israel và Hamas, mà là giữa Israel với Hezbollah. Và cả hai sẽ làm gì trong thời gian tạm ngừng giao tranh? Mặc dù các cuộc đấu súng giữa Israel và Hezbollah chỉ được đưa tin lẻ tẻ, nhưng mà thực tế đây mới là ngòi nổ cho một cuộc xung đột rộng lớn hơn. Chỉ hai ngày trước khi lệnh ngừng bắn tạm thời có hiệu lực vào sáng nay thì Israel đã đưa ra cảnh báo cuối cùng cho Hezbollah trước cuộc chiến với Liban. Ngoại trưởng Israel Eli Cohen đã đưa ra lời kêu gọi khẩn cấp tới Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trong đó, ông yêu cầu Hezbollah phải rút lực lượng của họ qua sông Litani theo nghị quyết 1701. Lời kêu gọi của Ngoại trưởng Israel nêu rõ rằng nếu yêu cầu này không được đáp ứng thì điều này sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh quy mô lớn hơn. Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là một nghị quyết nhằm giải quyết cuộc xung đột israel liban vào năm 2006. Trong đó, nó nêu chi tiết rằng các lực lượng bán quân sự kể cả Hezbollah cũng không được phép xuất hiện ở phía nam của sông Litani. Trước đó thì thủ tướng Netanyahu cũng đã ra lệnh cho quân đội Israel phải chuẩn bị cho mọi kịch bản trong trường hợp leo thang với Hezbollah. Ông này tuyên bố như sau: Có những người cho rằng họ có thể mở rộng các cuộc tấn công vào quân đội và dân thường của chúng tôi. Đây là một trò chơi với lửa. Lửa sẽ gặp hỏa lực mạnh hơn và họ không nên thử thách chúng tôi bởi vì chúng tôi mới chỉ thể hiện được một phần nhỏ năng lực của mình. Theo kế hoạch thì ngày hôm qua được ấn định là hai bên sẽ trao trả con tin nhưng mà vì lý do nào đó là đã chỉ hoãn đến ngày hôm nay dù vậy cả ba phía là israel hamas hezbollah đều tận dụng thời điểm ngắn ngủi trước khi tạm ngừng bắn để tiếp tục tấn công lẫn nhau hôm qua hezbollah đã mở cuộc tấn công với 30 tên lửa và súng cối nhắm vào miền bắc israel nó đánh dấu một trong những cuộc tấn công lớn nhất kể từ ngày 7 tháng 10. Và ít giờ sau đó, Israel cũng đáp trả bằng cách phá hủy các bệ phóng tên lửa của Hezbollah cũng như là các địa điểm quân sự được nhóm này sử dụng trên đất Liban. Có một tình tiết đáng lưu ý đó là nhiều khả năng chính quyền Liban sẽ bị lôi vào cuộc chiến một khi leo thang giữa Israel và Hezbollah gia tăng. Chuyến bay quân sự bí ẩn giữa Israel và Liban Truyền thông Liban là tờ Al-Khabar vào hôm 21 tháng 11 đưa tin các chuyến bay chở hàng quân sự bí ẩn của nước ngoài đã hạ cánh liên tục xuống sân bay quốc tế Beirut và căn cứ không quân Hamas của quân đội Liban. Tờ này nghi ngờ hàng hóa ở trong các chuyến bay này là các thiết bị được sử dụng để gây nhiễu, làm gián đoạn mạng lưới liên lạc của Hezbollah trong trường hợp giao tranh với Israel leo thang ở phía nam Liban. Các nguồn tin cung cấp cho tờ Al-Qaba xác nhận rằng cơ quan an ninh tại các sân bay Beirut và Hamas đã không kiểm tra nghiêm túc hàng hóa trên các máy bay đó. Thậm chí căn cứ không quân Hamas còn thiếu đi các thiết bị quét dò an ninh và địa điểm cuối cùng của các chuyến bay hạ cánh ở sân bay Liban cũng chưa được xác định. Hoạt động vận chuyển máy bay quân sự nước ngoài đang diễn ra ở Liban với tần suất chưa từng thấy trong nhiều năm qua. Từ ngày 8 tháng 10 đến ngày 10 tháng 11, có tổng cộng 32 máy bay đã hạ cánh. 9 trong số đó thuộc về không quân Mỹ, Hà Lan và Anh hạ cánh xuống căn cứ Hamas, cùng với 23 máy bay Mỹ, Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha, Canada, Ý và quân đội Ả Rập Xê Út hạ cánh xuống căn cứ dành riêng cho máy bay quân sự và ngoại giao ở phía tây của sân bay Sperius. Và mặc dù luật pháp ly băng đã cấm các chuyến bay trực tiếp giữa nước này với Israel, nhưng mà trang web Intel Sky đã giám sát 3 máy bay hạ cánh xuống sân bay Berius đã khởi hành từ Tel Aviv. Liệu những máy bay này có phải là một phần trong chiến lược mở rộng hơn liên quan đến cuộc xung đột với Israel và có thể nhắm mục đích nâng cao năng lực quân sự của một số bên trong khu vực đứng về phía Israel hay không? Hay đây chỉ đơn giản là những hỗ trợ hậu cần đơn thuần? Chúng ta sẽ cùng tiếp tục tìm ra câu trả lời trong các chương trình tiếp theo hai đòn hạ gục Odessa. Quang Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, sau Adipka người Nga sẽ làm gì tiếp theo? Đây chắc chắn sẽ là câu hỏi của tất cả quý vị khán thính giả. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vấn đề đó. Nhưng mà đầu tiên, hãy cùng chúng tôi cập nhật tình hình tại Adipka. Hệ thống phòng thủ Ukraine đang dạn nứt tại Adipka. Kênh Raiba cho biết, lực lượng Nga ở sườn phía nam Adipka đang tiến hành các trận pháo kích mạnh ở khu vực công nghiệp gần nhà ga Jasi Novataya với sự yểm trợ của xe tăng và xe bọc thép. Phía Nga đã xuyên thủng được hàng phòng ngự của Ukraine và đã kiểm soát được 95% khu vực công nghiệp này. Lực lượng phòng thủ Ukraine đáp trả bằng súng cối và pháo tự hành, nhưng mà hiện giờ thì họ đang mất kiểm soát và phải bỏ chạy. Như vậy, việc thất thủ của tuyến phòng ngự tại đây chỉ còn là vấn đề về thời gian. Trong khi đó, Tại sân phía Bắc, cuộc tấn công của Nga về phía Novo Kalinovo vẫn đang tiếp tục. Mục tiêu của Nga là phải tạo ra được hai cái vạc trong khu vực kiên cố Adika. Tuyến đầu tiên chạy dọc giữa khu công nghiệp và tiểu khu Kimik. Tuyến thứ hai chạy dọc theo các khu định cư Sevenoi và Tokenoi. Xa hơn nữa sẽ đến Bedici và Stanove. Chúng sẽ bao lấy Adipka trong thế gọng kìm. Ở khu vực Stepove, Ukraine đã nỗ lực phản công với xe chiến đấu bộ binh Bradley tuy nhiên đã phải hứng chịu hỏa lực của binh sĩ Nga cũng như là UAV. Hiện tại, Nga cũng đang dần kiểm soát được làng Stepove, nằm ở phía tây tuyến đường sắt. Việc chiếm được khu vực này có thể cắt đứt con đường tiếp vận cho quân phòng thủ Ukraine nằm tại trung tâm thành phố Adipka. Trong một đoạn video ghi lại trận chiến ở khu vực Stepove, có một đơn vị chiến đấu thuộc lữ đoàn 47 của Ukraine đã nỗ lực bắn trả xe tăng Nga khi bị bao vây. Phần tiếp theo của đoạn video cho thấy các sĩ quan chỉ huy Ukraine đã phải rời bỏ vị trí và rút lui trên chiếc Bradley cùng với một nhóm binh sĩ bị thương. Thông lọng 8 km, Adipka thất thủ mở đường tới Nipol Petrov. Nhà máy than cốc Adipka hiện giờ đã trở thành thành trì chính của lực lượng Ukraine trong thành phố và là nơi tập trung một lượng lớn binh sĩ cũng như là các hệ thống khí tài đồng thời đây cũng là căn cứ để tiến hành các vụ tập kích vào các khu vực mà nga đang kiểm soát tại Donetsk, magipka và zasinovataya khi mà nga bắt đầu mở đợt tấn công vào thành trì adipka nhà máy này chính là một trận địa pháo binh và tên lửa với hỏa lực mạnh nhằm cầm chân quân nga đẩy lùi quân nga đây cũng là điểm xuất kích của các phương tiện thiết giáp và uav để yểm trợ cho bộ binh ukraine trên các phòng tuyến bảo vệ nội đô tuy nhiên trong những ngày gần đây thì hỏa lực ukraine xuất phát từ cứ điểm này đã giảm đi rõ rệt. Cảnh quay cho thấy, nhiều tầng hầm bên trong nhà máy than cốc này đã trở thành bệnh viện giã chiến. Những chiếc giường quân y nằm rải rác trên sàn bê tông, nơi liên tục tiếp nhận các binh sĩ bị thương, giống hệt như là khung cảnh tại nhà máy Azovstal vào tháng 5 năm ngoái. Trong điều kiện các tuyến đường hậu cần cho Adipka đang bị chia cắt, quân tiếp viện Ukraine khó có thể chọc thủng vòng vây của Nga từ bên ngoài. Điều này khiến cho nhà máy than cốc vốn là công sự kiên cố bảo vệ quân phòng thủ Ukraine, thì nay đang dần biến thành một cỗ quan tài thép chôn vùi lữ đoàn cơ giới số 47 hiện đang đóng quân tại đây. Ở trên không, UAV do thám của Nga thường xuyên chọc thủng hàng rào phòng không của Ukraine để thâm nhập được vào khu vực nhà máy. Còn dưới mặt đất, Nga tiếp cận các nhà máy từ phía Bắc và Đông Nam. Bom thông minh hạng nặng FAB và các loại bom cháy RBC-500 cũng được không quân Nga sử dụng hàng ngày để tấn công cứ điểm này cùng với các đợt pháo kích nhằm bè gãy hoàn toàn phòng tuyến bảo vệ trung tâm thành phố Adipka. Vòng vây tại Adipka của quân đội Nga đang thắt chặt với bề ngang chưa đầy 8 km. Tốc độ thu hẹp của đợt vào vây lần này cũng nhanh hơn rất nhiều so với ở Bắc Mút trước đây. Nếu như mất Adipka, đây sẽ là một tổn thất lịch sử đối với quân đội Ukraine. Điều mà người Nga muốn loại bỏ nhất đó là mối đe dọa pháo kích thường xuyên của Ukraine vào Donetsk, với cứ điểm gần nhất là tại Adipka, chỉ cách Donetsk khoảng tầm 25 km. Thứ hai, Việc kiểm soát được Adipka sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác hậu cần ở tuyến đầu của Nga và biến Donetsk trở thành trung tâm chỉ huy và hậu cần quan trọng của Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Do đó, tầm quan trọng của Adipka đã buộc giới lãnh đạo Kiev phải giữ vững khu vực ngoại ô Donetsk này bằng mọi giá. Vậy thì liệu trận đánh giành Adipka này có trở thành một trận chiến quyết định trên toàn bộ chiến tuyến hay không? Câu trả lời không quá khó. Có thể khẳng định rằng Adipka hiện nay được đánh giá là một trận tổng chiến, bên nào giành chiến thắng tại đây sẽ nắm được toàn quyền thế chủ động trên chiến trường dự kiến chính quyền tổng thống zelensky bất chấp tổn thất sẽ không rút lui mà thậm chí còn khẳng định sẽ giành chiến thắng tại adipka tuy nhiên về mặt khách quan ukraine khó có thể trụ lại đây lâu dài do cường độ hỏa lực pháo binh của họ trong những ngày qua đã giảm đi rõ rệt trong điều kiện thiếu đạn dược và tổn thất nhân lực lớn ukraine khó có thể duy trì đối đầu với nga mặc dù vậy không có nghĩa là phía nga có thể dễ dàng giành chiến thắng tại đây phải thừa nhận rằng binh sĩ Ukraine khá kiên cường. Trận chiến giành Adipka lần này sẽ là trận chiến đẫm máu nhất đối với cả hai bên, đặc biệt là với lực lượng Ukraine khi họ đã rơi vào túi lửa bao vây của hòa lực Nga. Việc mất Adipka sẽ mở đường cho Nga tiến về Krasmatos và Slavians, cũng như là vùng Dnipropetrov. Và từ đây, hiện trạng của chiến tuyến cũng sẽ thay đổi hoàn toàn. Nếu nhìn trên bản đồ chiến sự Ukraine, thành phố Dnipro là thủ phủ của vùng Dnipropetrov và cũng là thành phố lớn thứ ba của Ukraine, thực sự là một vị trí chiến lược. Đây là cánh cổng của vùng Donbass nối với phần còn lại của Ukraine. Nếu như Nga thiết lập được một hành lang đường bộ từ Izium đến Dnipro, thì toàn bộ vùng Donbass gồm cả những vùng đang do quân đội Ukraine kiểm soát và phần lớn vùng Dnipro Petrovs sẽ nằm sau phòng tuyến của họ. Hai đoạn đánh giải phóng Odessa Xung đột Ukraine đã bước vào giai đoạn thế trận, lực lượng Nga nắm thế chủ động, dọc theo chiều dài chiến tuyến 1.000 số Nga vừa tấn công vừa phòng thủ chủ động và cơ động. Song song với đó, họ cũng tiến hành các cuộc tấn công vào sâu trong hậu phương Ukraine. Cảnh quay vào dạng sáng ngày hôm nay cho thấy cuộc tấn công bằng tên lửa X-35 của Nga đã đánh chính xác vào trạm radar ST-68UM của Ukraine ở hậu phương vùng Dnipropetrovsk. Cùng với Kiev và Dnipropetrovsk, có thể nói rằng Odessa là một trong ba thành phố có vị trí then chốt nhất của Ukraine ở thời điểm hiện tại. Nó được mệnh danh là hòn ngọc biển đen thành phố cảng lớn thứ ba tại Ukraine này từng được coi là vương miện của đế chế Nga. Odessa được thành lập vào năm 1794 theo sắc lệnh của nữ hoàng Catherine Đại Đế và nhanh chóng trở thành trung tâm thương mại của Nga. Tầm quan trọng lịch sử của Odessa có thể chính là nhân tố giúp cho thành phố này tránh được các đợt tấn công phá hủy của Nga. Khác hẳn với số phận của Mariupol, cảng biển lớn nhất ở biển Azov, gần như đã bị phá hủy hoàn toàn. Odessa cũng rất quan trọng về mặt kinh tế bốn cảng biển lớn dọc theo biển đen gồm có Odessa, Pitani, Choromos và Mykolaiv, chuyên chở khoảng 70% sản lượng hàng hóa xuất khẩu của Ukraine. Việc Nga phong tỏa biển đen đã khiến cho mọi hoạt động vận tải biển ở những khu vực này bị đình trệ. Odessa không chỉ là trung tâm xuất khẩu nguyên liệu và hàng hóa quan trọng của Ukraine, mà còn là của cả Nga. Đường ống amoniac Toliati, Odessa và đường ống dẫn dầu Drusba đều đi qua đó xuất khẩu ngũ cốc của Nga và Ukraine cũng đều được vận chuyển qua kho ngũ cốc ở Odessa. Ngoài ra, nơi đây cũng có vị trí quan trọng trong hoạt động hậu cần của lực lượng Ukraine. Nó giúp tiếp nhận hàng hóa quân sự từ các nước NATO bằng đường biển. Thành phố này cũng được kết nối trực tiếp với Moldova và Romania, nơi có các hành lang giao thông cung cấp thiết bị quân sự cho Kiev. Thế cho nên, việc kiểm soát được Odessa là cực kỳ quan trọng đối với chính quyền của Tổng thống Zelensky thành phố và các khu vực vệ tinh của nó được bảo vệ bởi nhóm quân tác chiến chiến lược Odessa, chịu trách nhiệm về các hoạt động quân sự trên lãnh thổ phía nam của khu vực Ukraine và Biển Đen, đồng thời giúp bảo vệ hậu phương và các khu vực phía tây nam của đất nước này. Ngoài ra, Ukraine cũng mới thành lập lữ đoàn phòng thủ ven biển độc lập số 36. Do đó, việc chiếm được Odessa cũng là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn với lực lượng Nga. Nếu như nắm được toàn quyền kiểm soát hoàn toàn vịnh Odessa, Nga sẽ đẩy được NATO ra khỏi biển đen. Do vị trí địa lý của Odessa cũng như là các cuộc tấn công của Ukraine nhắm vào hạm đội Biển Đen của Nga đều xuất phát từ cảng biển này. Việc Nga tiến tới chiếm nốt Odessa nhiều khả năng đã được tính toán tới. Tuy nhiên, để chiếm được Odessa thì không thể không có chiến dịch đổ bộ của Hải quân Nga, mà đây cũng là một chiến dịch cực kỳ khó khăn do phía Ukraine tích cực sử dụng UAV và các thiết bị không người lái trên biển để gây ra rất nhiều rắc rối cho hạm đội Biển Đen của Nga. Vì vậy, theo các chuyên gia phân tích quân sự, để tấn công được Odessa, Nga cần phải thực hiện hai đòn tấn công từ hai hướng. Thứ nhất, tấn công đổ bộ của hải quân Nga. Và thứ hai, là cần phải có một cuộc nổi dậy thân Nga ở Odessa. Đây là yếu tố sẽ phụ trợ cho chiến dịch phản công phá hủy các cơ sở chỉ huy tại đây bằng tên lửa và UAV. Nhưng mà có một khó khăn đó là, trước năm 2014 thì cộng đồng nói tiếng Nga chiếm đa số ở Odessa. Và sau khi Nga sát nhập Crimea, thì một số lượng lớn những người ủng hộ Nga đã rời khỏi Odessa tới cư trú ở Donetsk, Moscow, Crimea và các khu vực khác của Nga. Thay thế họ là các cư dân đến từ miền Tây Ukraine vốn có quan điểm thân phương Tây. Vì vậy, Odessa ngày nay hoàn toàn có tư tưởng chống Nga và mọi yếu tố từ văn hóa, xã hội liên quan đến Nga đều bị bài trừ. Gần đây nhất, tượng đài của nhà thơ Nga nổi tiếng Pushkin cũng đã bị vấy sơn đỏ. Để tấn công Odessa, trước tiên chúng ta cần phải nắm rõ hệ thống phòng thủ của thành phố này. Có thể khẳng định rằng Odessa được bảo vệ nghiêm ngặt không khác gì thủ đô Kiev với các hệ thống phòng không của phương Tây, bao gồm có Patriots của Mỹ, Genpass, Iris T của Đức và Nassam của Naui. Kể từ khi phong tỏa một phần biển đen, lực lượng hàng không Nga đã định kỳ tấn công các hệ thống phòng không này. Nga cũng tích cực tấn công hệ thống năng lượng tại Odessa trong những ngày qua. Truyền thông Ukraine vào hôm 18 tháng 11 đưa tin rằng 2.000 hộ gia đình đã không có điện sau một cuộc tấn công ban đêm của UAV Shahid vào một cơ sở năng lượng của Odessa. Các cuộc không kích của Nga cũng đã phá hủy dần các cơ sở hạ tầng cảng của Odessa, bao gồm có cơ sở hậu cần quân sự, nhiên liệu và năng lượng. Chúng cũng góp phần làm gián đoạn mọi hệ thống thông tin liên lạc của Kiev. Có một điều chắc chắn đó là một cuộc tấn công như kiểu của Adipka và Bakhmut sẽ không lặp lại ở Odessa do mật độ dân cư tại đây khá đông đúc. Nhiệm vụ tấn công Odessa sẽ phải được tính toán kỹ lưỡng nhằm không gây ra thương vong không đáng có cho dân thường và đặc biệt là khi nơi đây lại sở hữu nhiều công trình cổ kính. Nhưng mà trước khi tiến hành cuộc đổ bộ lên Odessa thì Nga cũng cần phải giải phóng cho được Kherson và Nikolaev. Chìa khóa để tiến tới kiểm soát Odessa chính là từ mặt trận Kupiansk và Vuleda. Sau Adipka sẽ là Kherson và Nikolaev. Khi ấy thì cửa ngõ tiến vào thành phố Odessa sẽ mở toang, cắt đứt toàn bộ Ukraine với biển đen. Litva sợ hãi thành mình Với tình thế bất lợi trên chiến trường thì càng ngày càng có nhiều người dân Ukraine tin rằng Việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đổi lấy hòa bình là điều không thể tránh khỏi. Cũng cần phải lưu ý là trước đây quan điểm này chỉ là thiểu số, nhưng mà bây giờ đây nó đang càng ngày càng gia tăng. Trong khi đó, Mỹ và Đức có ý định ép Ukraina phải đàm phán với Nga, không phải thông qua thuyết phục trực tiếp tổng thống Zelensky mà bằng cách giảm nguồn cung cấp vũ khí xuống đến mức quân đội của Ukraina sẽ chỉ có thể tự bảo vệ mình mà không thể tấn công. Tuy nhiên, Toàn bộ giới lãnh đạo Ukraine bao gồm cả giới quân sự lẫn chính trị cũng đều ủng hộ tiếp tục cuộc chiến tranh này. Điều này đã được chính lãnh đạo đảng đầy tớ của nhân dân David Akamia cũng là đồng minh thân cận của Tổng thống Zelensky hé lộ. Ông này nói như sau, tại sao phải tiếp tục chiến tranh? Bởi vì bây giờ chúng ta không thể ngồi vào bàn đàm phán, vì thế đàm phán của chúng ta đang rất tệ, chúng ta ngồi xuống làm gì bây giờ? Không chỉ giới lãnh đạo Ukraine lo sợ phải đàm phán với Nga mà ngay cả đồng minh ban can của họ là Litva cũng vậy. Litva được biết đến là một trong những quốc gia bài Nga nhất thế giới. Cũng như họ đã viện trợ quân sự nhiều nhất cho Ukraine, thậm chí là vượt cả Mỹ nếu tính trên trung bình GDP. Kể từ khi xung đột với Nga nổ ra, Litva đã chi khoảng 1,4% GDP cho viện trợ quân sự, nhân đạo và kinh tế cho Ukraine, trong khi Mỹ chỉ chi số tiền tương ứng với 0,3% GDP. Đó là lý do tại sao Ngoại trưởng Litva Lenbergis lại dự đoán rằng Nga sẽ tấn công NATO trong vài năm nữa nếu như Ukraine buộc phải tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình với Moscow. Ngoại trưởng Litva nói như sau, nếu Ukraine buộc phải đàm phán với Nga, thì thế giới, đặc biệt là những khu vực gần với Ukraine, phải bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc chiến khác. Ấy thế nhưng, phản ứng của Tổng thống Litva Gitanas Nauseda đã gây bất ngờ, khi mà ông này ngay lập tức yêu cầu ngoại trưởng của mình phải ngồi xuống và bình tĩnh. Điều này cũng cho thấy nội bộ Litva cũng giống như hầu hết nội bộ của các nước phương Tây khác đang bị giằng xé giữa hai phe là đình chiến và phe hiếu chiến. Những người như là Ngoại trưởng Litva thì không thể chấp nhận được một cuộc đình chiến, chứ đừng nói đến một nền hòa bình chính thức bởi vì ý thức hệ bài Nga mãnh liệt của họ. Trong suy nghĩ của họ, chỉ có những kẻ ngốc thì mới tin tưởng Nga. Nước được cho là luôn âm mưu xâm lược các nước láng giềng và sẽ không bao giờ từ bỏ tư tưởng đế quốc của mình. Do đó, trong suy nghĩ của phe hiếu chiến, việc Ukraine phải ngồi vào bàn đàm phán với Nga không khác gì thừa nhận Nga đã giành chiến thắng ngược lại trong khi toàn bộ giới tinh hoa litva và hầu hết giới tinh hoa phương tây nói chung ngày nay đều có một thái độ chống nga đến cùng thì vẫn luôn tồn tại một nhóm tương đối thực dụng hơn muốn thỏa hiệp với nga họ xét đến mức độ càng ngày càng khó khăn trong việc duy trì quy mô viện trợ kéo dài cho ukraine và coi việc đóng băng xung đột là một phương án ít rủi ro hơn là phương án tiếp tục leo thang chiến tranh dẫn tới nguy cơ đối đầu trực diện với nga trong trường hợp Nga vượt qua ranh giới chiến tuyến, di chuyển xa hơn phía sau hậu phương của Ukraine mà nhiều khả năng là Odessa hay là thủ đô Kiev, thì NATO cũng nhiều khả năng sẽ can thiệp bằng cách triển khai quân trực tiếp dưới một lực lượng do Ba Lan dẫn đầu. Tất nhiên là nếu như điều này xảy ra, nó sẽ làm gia tăng đáng kể nguy cơ chiến tranh thế giới thứ ba nổ ra do tính toán sai lầm giữa các bên. Nhưng mà nó lại rất phù hợp với quan điểm của chính quyền Tổng thống Zelensky. Mặc dù vậy, sự thất bại của cuộc phản công cực kỳ tốn kém của Ukraine cùng với các điểm nóng tại Trung Đông và châu Á đã khiến cho giới tinh hoa Mỹ và châu Âu phải tính đến các phương án rút lui để giữ thể diện. Và một trong số đó là buộc Ukraine phải đàm phán với Nga. Và bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.